Cô đi không? Dạ. Bây giờ thì mình sẽ đi vào cái phần đầu tiên, có nghĩa là cái cơ chế mà nguyên nhân làm cho chúng ta bị bệnh. Thì các bạn thì cũng hình dung ra là cơ thể của con người á giống như là một cái cây. Thì nếu như mà chúng ta là một cái cây, thì bây giờ chúng ta thấy là có rất là nhiều hiện tượng là những kết quả chúng ta đang nhận, đó là những kết quả là về suy gan, suy thận, tiểu đường, huyết áp, vô sinh và tim mạch, ung thư hay là xương khớp. Vậy thì cái nguyên nhân gốc rễ Tây y bây giờ họ trị cho chúng ta những cái gì? Họ chỉ trị ở trên cái kết quả này thôi. Có nghĩa là nếu như bạn bị tiểu đường thì họ sẽ điều trị những cái triệu chứng của tiểu đường. Nếu như mà bạn đang có những cái triệu chứng của huyết áp thì họ chỉ điều trị trên những cái triệu chứng của huyết áp thôi. Họ không có đi điều trị những cái nguyên nhân gốc rễ mà tại sao chúng ta lại sinh ra những cái quả như vậy. Vậy thì những cái nhà mà khoa học của người Nga thì người ta đã tìm hiểu ra là cái nguyên nhân tại sao mà chúng ta nhận được những kết quả như vậy. Cái lý do đầu tiên là chúng ta bị thừa cái gì? Chúng ta bị thừa độc tố. Có rất là nhiều người nói là tại sao tôi lại thừa độc tố? Độc tố nó đến từ những cái nguồn như thế nào ạ? Đầu tiên, độc tố nó đến từ môi trường xung quanh của chúng ta. Môi trường thì sẽ gồm là nước này, nước, nguồn nước của chúng ta đang uống này. Độc tố trong nguồn nước có thể là những cái kim loại nặng này, những cái chất hóa học mà người ta dùng để khử các cái vi sinh vật ở trong nước của bạn này. Thứ hai, nó đến từ không khí. Không khí thì thực sự là chúng ta biết rất là rõ. Và nếu như anh chị em nào ở thành phố Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ luôn là cái bầu trời nó cứ như là có sương mù. Nhưng thực ra đó là cái sự ô nhiễm về không khí. Và nếu như chúng ta chỉ sống ở những cái vùng nông thôn, vùng quê thì cái bầu không khí nó mới trong lành hơn được một xíu. Nếu như những cái vùng như là Hà Tĩnh hay là một vài nơi như là Bình Thuận mà nó có những cái nhà máy nhiệt điện hoặc là những cái nhà máy về hóa chất á, thì bạn sẽ thấy thực sự là cái bầu không khí ở những cái khu vực đó nó không thực sự là trong lành. Nó đến từ nước, đến từ không khí, nó đến từ những cái thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày. Nếu mà nói về cái vấn đề thực phẩm thì không ai còn xa lạ về các cái trường hợp là thực phẩm nó bị tẩm ướp này, nó bị có những cái hóa chất, nó có những cái phọc môn. Và ngay cả những trong cái quá trình mà chúng ta nuôi trồng các cái loại cây thực vật hoặc là nuôi trồng những cái loại con gia cầm, gia súc, thì trong những cái hàm lượng mà thịt cá hay là trong cái hàm lượng cây củ quả của chúng ta, nó cũng có dư lượng kháng sinh hoặc là nó cũng có những cái phần gọi là cái chất để mà tăng trọng hoặc là thúc đẩy cái quá trình phát triển nó nhanh hơn. Thì đó là những, và có một điều nữa là cơ thể của chúng ta trong cái quá trình nó trao đổi chất, nó cũng làm sản sinh ra độc tố đó. Và chúng ta dư mỡ là nó đến từ đâu ạ? Độc tố mà đã có ở trong cơ thể mà không được đào thải ra bên ngoài thì mỡ nó sinh ra để nó khóa lại những cái độc tố đó. Và bạn càng mập ở cái bộ phận nào, bạn càng tích nhiều mỡ ở cái bộ phận nào thì chứng tỏ là cái bộ phận đó của bạn có rất là nhiều độc tố. Thì mỡ nó có hai cái giá trị. Một là nó sẽ dùng để khóa cái độc tố lại cho chúng ta. Hai là nó giữ ấm cho cơ thể của chúng ta. Và khi mà chúng ta dư thừa quá nhiều độc tố thì đồng thời cái việc là mỡ xấu nó hình thành, do đó là chúng ta bị dư luôn cả mỡ. Rồi cái điều mà chúng ta dư nữa thứ hai đó chính là dư đạm. Dư đạm thì nó đến từ một cái cuộc sống có rất là nhiều các cái điều kiện mà bạn có thể ăn rất là nhiều thịt, ăn rất là nhiều những cái thứ mà nó vượt quá, hoặc là bạn ăn quá nhiều hải sản, nó cũng là một cái cách làm cho bạn, và một trong những cái nguyên nhân làm cho bạn bị dư đạm. Và đồng thời với cái quá trình mà chúng ta dư thừa những cái đấy thì chúng ta lại bị thiếu. Chúng ta thiếu cái gì ạ? Đầu tiên là chúng ta thiếu vi chất dinh dưỡng. Mọi người luôn luôn nói là tôi ăn rất là đầy đủ rau củ quả, tại sao bạn lại bảo tôi là thiếu vi chất dinh dưỡng? Vậy thì bạn hãy quay lại cái chỗ mà Trang đã từng nói là cái cây củ quả bây giờ nó là những cái giống rất là ngắn hạn, và họ dùng rất là nhiều các cái chất để thúc đẩy tăng trưởng cái quá trình để mà họ có thể thu hoạch nhanh. Do đó là cái cây củ quả của chúng ta nó không còn đầy đủ các cái vi khoáng chất như ngày xưa nữa. Và cái điều thứ hai, khi mà thổ nhưỡng nó thay đổi thì bạn ăn một cái rau củ quả bạn cũng sẽ cảm nhận nó khác rõ ràng. Khi mà tôi ra Sapa thì cái củ cà rốt nó thực sự là nó rất là ngọt. Nhưng mà tôi ăn cái củ cà rốt đấy ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì tôi cảm thấy nó chẳng có một cái vị gì cả. Rồi chúng ta thiếu chất xơ. Chất xơ ở đây á, nó đến từ những cái nguồn thực vật. Ví dụ như bạn hay quen cái thói quen là ăn phở, ăn bún buổi sáng. Thì thực sự là cái chất xơ trong cái bữa sáng mà phở bún nó không đủ cung cấp cho chúng ta. Hoặc là những cái bữa ăn nhanh, những cái bữa ăn ngoài hàng. Thì cái hàm lượng chất xơ nó không bao giờ đủ để mà cho cơ thể của chúng ta có thể vận hành được một cách trơn tru. Và chúng ta thiếu những cái hoạt chất sinh học. Hoạt chất sinh học đây là những cái chất mà có thể là
cơ thể của chúng ta là một cái đồng hồ sinh học thì nó sẽ có rất là nhiều hệ cơ quan. Thì ví dụ như buổi sáng cơ thể của chúng ta cần những cái vi chất nào, buổi tối cơ thể của chúng ta cần những cái loại nào để có thể phục hồi lại được, thì cơ thể của chúng ta bị thiếu những cái loại hoạt chất sinh học đó. Và đôi khi qua cái quá trình ăn uống bình thường nó cũng không thể nào mà bổ sung một cách đủ và một bổ sung một cách hiệu quả những cái loại vi chất dinh dưỡng đó cho chúng ta. Và có một cái điều nữa mà chúng ta thiếu, mà tôi biết chắc chắn rằng là cho dù bạn có đang làm nội trợ hay là bạn đang làm bất kỳ một ngành nghề nào, chúng ta cũng đều bị dư cái phần này. Đó chính là cái phần mà bạn bị dư stress. Rất là nhiều các cái chuyện căng thẳng, rất là nhiều các áp lực trong cuộc sống hiện nay, và làm cho chúng ta sản sinh ra rất là nhiều độc tố. Và đó là những cái nguyên nhân mà làm cho cơ thể của chúng ta bị ốm, bị bệnh. Vậy thì khi mà chúng ta đi tiếp cận những cái sản phẩm này theo cái góc độ dinh dưỡng, thì chúng ta hãy nhìn một cái cơ thể của chúng ta đi từ cái trạng thái khỏe, nó chuyển sang cái trạng thái gọi là mất thích nghi. Có nghĩa là khi đấy cơ thể của chúng ta rất là dễ bị đau đầu này, hoặc có các cái triệu chứng ví dụ như là hắt hơi, sổ mũi rất là nhẹ. Và trong những cái trạng thái mất thích nghi như vậy thì nó bắt đầu nó chuyển sang cái giai đoạn là ủ bệnh. Và tại cái giai đoạn ủ bệnh này, nó trong cái tình trạng là nửa yếu nửa khỏe, và đi khám không bao giờ ra bệnh. Bởi lẽ là trên dựa trên cái kết quả kiểm tra lâm sàng, bạn vẫn đi chụp phim, bạn vẫn đi xét nghiệm máu, vẫn đi làm đầy đủ các cái xét nghiệm lâm sàng, nhưng mà cái chỉ số của bạn nó vẫn nằm ở trong cái giới hạn là chưa qua đến những cái mức báo động, thì bác sĩ vẫn bảo là bạn đang trong tình trạng bình thường. Và chỉ khi nào cái độc tố đó nó tích tụ nó đủ rồi đó, thì bắt đầu nó làm cho cơ thể của bạn chuyển sang cái giai đoạn đó, chính là cái giai đoạn cấp tính. Cấp tính đó là khi mà mình chỉ có thể đi vào phòng cấp cứu mà thôi. Và từ cái giai đoạn cấp tính đấy, bác sĩ đã điều trị cho chúng ta qua được cái giai đoạn cấp tính đó, thì nó sẽ sang một cái giai đoạn nữa, đó là cái giai đoạn mãn tính. Và khi mà chúng ta ở cái giai đoạn này, bác sĩ luôn luôn nói là bạn phải chung sống cả đời với cái loại thuốc này, hoặc là bạn phải uống cái thuốc này cả đời. Và chúng ta từ một cái cơ thể khỏe mà đi đến cái giai đoạn mãn tính thì thông thường là chúng ta sẽ mất từ 10 đến 20 năm để mà chúng ta làm cho cơ thể của chúng ta bị suy giảm từ từ và bị chuyển sang cái giai đoạn mãn tính. Và nếu như mà chúng ta áp dụng những cái loại dinh dưỡng để mà chúng ta phục hồi cơ thể, để mà chúng ta đào thải độc tố, thì chúng ta sẽ cần từ 6 tháng đến 1 năm rưỡi để đưa cái tình trạng cơ thể của chúng ta từ mãn tính, nó sẽ phục hồi về cái cơ thể ở trạng thái khỏe và trạng thái cân bằng. Do đó là nếu như mà khi mà chúng ta đi chia sẻ sản phẩm của chúng ta, thì chúng ta sẽ không bao giờ có một cái câu trả lời chính xác là uống 3 tháng, 4 tháng hay bao nhiêu thì sẽ hết, mà chúng ta chỉ có thể nói với họ về cái sơ đồ từ cái sức khỏe của chúng ta đang là ở dạng trạng thái cân bằng, nó đi đến mãn tính thì nó cần bao nhiêu thời gian, và từ mãn tính quay trở lại khỏe thì nó cần bao nhiêu thời gian. Và đây là cái hình mà chúng ta nhận định này. Nếu mà đầu vào, có nghĩa là chúng ta ăn vào trong miệng á, uống vào trong miệng, hít thở vào trong miệng là những cái đầu vào xấu, thì chúng ta sẽ gặp các cái tình trạng quá, thì nó sẽ làm rối loạn cái quá trình mà trao đổi chất bên trong cơ thể. Và khi đó thì nó làm cho tế bào của chúng ta bị suy yếu, tức là cơ thể của chúng ta được cấu thành từ những cái tế bào. Và khi mà tình trạng rối loạn trao đổi chất nó xuất hiện thì nó sẽ làm cho cái tế bào, tức là những cái viên gạch mà xây lên cơ thể của chúng ta, nó cũng bị yếu đi, không còn khỏe mạnh nữa. Và khi đó thì tế bào nó sẽ bị lão hóa. Lão hóa thì làm cho cơ thể của chúng ta già cỗi này, dễ mắc các căn bệnh mãn tính này. Và cái hệ miễn dịch, có nghĩa là cái khả năng phòng chống dịch của chúng ta cũng bị suy giảm. Rồi các cái chức năng của từng hệ cơ quan trong cơ thể nó cũng bị suy giảm. Và từ đó là chúng ta sẽ dẫn đến các cái bệnh tật mãn tính, hoặc là những cái bệnh giống như những cái quả mà chúng ta đã thấy. Và mình hiểu được một điều là cơ thể của chúng ta được tạo thành từ các tế bào. Và khi các cái tế bào nó bị suy yếu thì bệnh tật nó sẽ phát sinh từ đây. Và cái nguyên nhân mà làm cho bệnh tật phát sinh thì nó đến từ những cái việc là tế bào của chúng ta không còn khỏe mạnh nữa. Và nếu như mà chúng ta hiểu, chúng ta đã thấy được một cái góc, một cái mặt trái của cái vấn đề là đầu vào xấu thì làm cho chúng ta bị bệnh. Vậy thì nếu như mà chúng ta cung cấp đầu vào tốt thì nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta được như thế nào? Nó sẽ đầu vào tốt đó, thì nó sẽ gồm những cái ví dụ như là dinh dưỡng. Dinh dưỡng thì nó đến từ thức ăn, nó đến từ những cái nguồn thực phẩm chức năng. Và dinh dưỡng cơ thể của chúng ta cần một cái nữa, đó là nước. Nước thì nó chiếm đến 70% cơ thể của chúng ta, và chúng ta sẽ cần rất là nhiều oxy. Do đó khi mà chúng ta bị ốm, khi mà chúng ta có những cái các cái vấn đề về suy yếu tế bào, thì cái việc mà chúng ta cần á, chúng ta không phải là chúng ta sẽ đi dùng thuốc
để mà chúng ta điều trị ngay cái triệu chứng đó, mà chúng ta cần phải đi cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể chúng ta, cung cấp như thế nào để cho nó đúng và để cho nó trở lại cái cơ thể ở trạng thái cân bằng. Giống như là chúng ta xây nhà thì chúng ta sẽ cần gạch đá xi măng, và nếu như cái nhà của chúng ta nó bị lủng ở đâu đó, nó bị vỡ ở đâu đó, thì chúng ta phải dùng gạch đá xi măng để chám lại cái chỗ đó, chứ chúng ta sẽ không có dùng những cái rèm cửa hay là chúng ta sẽ không dùng những cái bức tranh để chám vào cái chỗ đó, đúng không ạ? Và dinh dưỡng, khi mà chúng ta được nhìn ở trên cái bảng so sánh này thì chúng ta sẽ thấy thực phẩm thì nó sẽ đến từ rất là nhiều nguồn, ví dụ như là rau củ quả thịt cá trứng này, có cái nguồn gốc tự nhiên này, và nó chúng ta sẽ dùng hàng ngày cho mọi đối tượng, và nó được chế biến theo công thức là thô, có nghĩa là không có loại bỏ được những cái chất bất lợi. Chúng ta nghe rất là nhiều về cái tinh bột nghệ, đúng không ạ? Tinh bột nghệ thực ra nếu như mà chúng ta hiểu được thì tinh bột nghệ nó hoàn toàn không phải là cái thực phẩm mà đã được loại bỏ những cái chất bất lợi cho cơ thể đâu ạ. Và khi mà mình dùng cái tinh bột nghệ đó quá nhiều, dạ dày của chúng ta còn bị bào mòn hơn, chứ không phải là nó sẽ bảo vệ cho dạ dày của bạn. Và khi mà bạn biết là thực phẩm chức năng nó là những cái hoạt chất chiết xuất từ tự nhiên, từ động vật, từ thực vật, từ những cái vi sinh vật có nguồn gốc tự nhiên, và nó đã được chế biến theo cái công thức tinh là bổ sung những cái nào thành phần có lợi và loại bỏ những cái thành phần bất lợi. Nên là sản phẩm của chúng ta thì đôi khi có một cái sản phẩm là chonorom. Mọi người hãy hỏi là đây là chiết xuất từ mầm đậu nành. Vậy thì những cái trường hợp mà bị u thì có sử dụng được hay không? Thì thực ra là những cái nhà khoa học khi mà họ đã nghiên cứu thì họ đã loại bỏ đi những cái thành phần nó không có lợi cho chúng ta. Nó đã loại bỏ đi rồi. Nó chỉ còn lại những cái thành phần mà thực sự là nó cần thiết cho cơ thể của chúng ta thôi. Nên là ai đó mà hỏi bạn những cái câu hỏi như vậy thì bạn hãy nhớ là đây là sản phẩm đã được chế biến theo công thức tinh, bổ sung những cái gì có lợi và loại bỏ đi những cái gì không có thuận lợi cho sức khỏe của chúng ta. Và thực phẩm của chúng ta nó hoàn toàn không phải là thuốc. Do đó là mọi người hay hỏi là uống cái này có tác dụng phụ hay không? Mình hãy trả lời luôn, đây là một loại thực phẩm và nó hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và chỉ có thuốc thì nó mới có tác dụng phụ và mới có cái nguy cơ biến chứng. Và thực phẩm chức năng thì nó sẽ dùng cho rất là cả người bệnh và cả người khỏe đều có thể sử dụng. Sử dụng thường xuyên và liên tục theo nhu cầu của từng đối tượng. Và nó sẽ còn thuốc là chỉ dùng cho người bệnh mà thôi. Nên là ở cái phần này thì chúng ta cần phải tỉnh táo khi mà chúng ta so sánh cũng như là chúng ta cung cấp cái thông tin cho khách hàng, cũng như là làm rõ thông tin cho khách hàng. Và ở đây thì cơ thể của chúng ta chiếm 70% là nước, và nó đã chia theo từng cái bộ phận trong cơ quan, là từng bộ phận cơ quan, những cái cơ quan nào là những cái cơ quan mà chiếm rất là nhiều các cái tỷ lệ nước. Và chúng ta hiểu được là nước nó là một cái dung môi và nó sẽ giúp trung hòa lại những cái độc tố ở trong cơ thể và giúp cho cái độc tố được đào thải ra bên ngoài một cách là hiệu quả. Và nước, nếu mà mình cung cấp đủ và đúng cái loại nước cơ thể cần thì nó còn làm trơn các cái khớp xương, hỗ trợ cho hệ tiêu hóa. Và những anh chị em nào đang có vấn đề ví dụ như là táo bón thì mình cũng cần phải xem lại, xem là mình đã uống đủ nước hay chưa. Và nó sẽ giúp cho điều khiển được cái, điều hòa được cái cơ thể của chúng ta, cũng như là vận chuyển các cái vi chất dinh dưỡng đến và oxy đến tận tế bào. Và chúng ta biết được là cái nước mà nó có cái loại pH phù hợp với cơ thể của chúng ta là cái nước ở cái nồng độ pH là 7.3. Và khi mà chúng ta uống các cái loại nước thông thường á, thực sự là nó không phù hợp cho sức khỏe của chúng ta. Nó chỉ phù hợp là những cái loại nước dùng để rửa rau củ quả hoặc là rửa chén bát. Và nếu như mà bạn có điều kiện thì bạn có thể trang bị cho nhà mình một cái máy kiềm, máy lọc nước kiềm, thì nó sẽ có cái nồng độ là từ 7.5, 8.8.5, 9.9.5, là những cái nồng độ nước kiềm phù hợp trong từng cái điều kiện của cơ thể của chúng ta. Và khi mà mình uống cái nước kiềm như vậy á, thì nó sẽ thẩm thấu sâu vào bên trong, nó không có làm cho mình cảm thấy buồn tiểu nhiều đâu. Còn mình uống nước thông thường mà mình cứ cảm thấy là uống nhiều nước là đi tiểu nhiều thì thực sự là nó không thẩm thấu được vào bên trong của tế bào của chúng ta. Và nếu mà bạn ra cửa hàng á, bạn có thể mua những cái loại nước kiềm. Bây giờ có rất là nhiều loại nước kiềm đang bán ở ngoài kia ở thị trường, và mình cần phải tìm những cái loại thực sự là tốt cho cơ thể của chúng ta. Và ngoài ra thì để mà có một cái cơ thể khỏe mạnh á, thì chúng ta cũng cần có một cái lối sống lành mạnh. Có nghĩa là chúng ta cần phải biết tập thể dục thể thao, chúng ta cần phải biết là ngủ nghỉ hợp lý này, giữ tinh thần khỏe mạnh này, luôn luôn phải đi kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi 6 tháng một lần này, rồi ăn những cái thức ăn mà nó không có quá nhiều chất béo,
và không ăn những cái loại mà chất béo không tốt, ví dụ như là những cái loại chiên xào, những cái loại thức ăn nhanh. Rồi mình cần phải là có một cái hệ miễn dịch tốt và mình vận động thể dục thể thao để mà mình tăng được cái sự dẻo dai, tăng được cái tính thích nghi. Đó là những cái điều mà chúng ta cần phải làm khi mà chúng ta muốn giữ cho cơ thể của chúng ta là một cái cơ thể khỏe mạnh. Và ở đây chúng ta hiểu được là khi mà chúng ta có đầu vào tốt, có nghĩa là dinh dưỡng đúng này, nước đủ này, oxy đầy đủ này, thì chúng ta sẽ có một cái cơ thể ở trạng thái là cân bằng về trao đổi chất, và từ đó thì giúp cho các tế bào của chúng ta nó được khỏe mạnh. Và khi tế bào khỏe mạnh thì nó sẽ trẻ hóa ra, và cơ thể của chúng ta khi có tế bào trẻ hóa thì nó tăng được cái khả năng miễn dịch và các cái chức năng của từng hệ cơ quan nó sẽ khỏe mạnh. Và thông qua đó là chức năng của từng hệ cơ quan khỏe mạnh thì nó sẽ sinh ra một cái cơ thể khỏe mạnh. Và đó là cái phần cơ chế về cái việc là tại sao mà chúng ta bệnh. Vậy thì bây giờ Trang Đoàn sẽ đi tiếp về cái phần là đặc điểm về vùng nguyên liệu. Chúng ta đã xem qua cái video clip giới thiệu về công ty và vùng nguyên liệu thì chúng ta được biết được là vùng nguyên liệu của chúng ta là một cái vùng nguyên liệu hoang dã, có cái diện tích rất là rộng lớn, rộng hơn Trung Quốc và Mỹ, rộng hơn 40 lần của Việt Nam. Và nó quy tụ rất là nhiều các cái địa danh nổi tiếng, là rừng Taiga là cái rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, rồi hồ Baikal là cái hồ mà có cái trữ lượng nước ngọt mà ví dụ như trên toàn hành tinh của chúng ta hết nước ngọt trong vòng 30 năm thì hồ Baikal nó vẫn có cái khả năng để cung cấp nước ngọt cho toàn bộ hành tinh của chúng ta trong vòng 30 năm. Và cái núi vàng Altai cũng là nơi có rất là nhiều các cái loại gọi là thảo mộc thiên nhiên hoang dã, cũng như là cái nấm trường sinh, linh chi mà dùng trong cái sản phẩm kem kim cương của chúng ta, cũng như là rất là nhiều các cái sản phẩm khác. Rồi ở đây thì nó có cái nhiệt độ rất là khắc nghiệt, mùa đông thì âm 60 độ và mùa hạ thì dương 40 độ. Và mùa đông ở đây rất là dài, do đó là những cái cây cỏ, những cái cây thảo mộc hoang dã mọc ở đây thì nó có một cái sức gọi là cái năng lượng rất là lớn, có một cái sức chống chọi rất là cao. Và trong một cái điều kiện như vậy thì cái thảo mộc nó vẫn giữ được cái dược tính nguyên vẹn. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng để mà chúng ta chế biến ra những cái sản phẩm của chúng ta thì mình cảm nhận được ngay và liền, cũng như là cái tính dược tính nó cao nên là khả năng trị liệu của nó rất là tốt. Và hiện nay thì cái vùng Siberia là một cái vùng duy nhất trên hành tinh vẫn còn lưu giữ được những cái nét sơ khai và hoàn toàn không có bất kỳ một cái sự khai thác về du lịch, cũng như không có bất kỳ một cái sự khai thác về công nghiệp nào ở đây. Đó, và thảo mộc Siberia là cái nguồn thảo mộc hoang dã còn lại duy nhất trên hành tinh này, và cũng là một cái nguồn tài nguyên chủ yếu của Siberia. Và cả những cái thảo mộc này nó còn mang một cái sức mạnh thiên nhiên, và nó được nói là đây là cái vùng trấn yểm của toàn bộ quả địa cầu này, nên nó còn mang cả một cái ý nghĩa về tâm linh. Tâm linh là về tâm thức nhé, không phải là mang cái ý nghĩa về cái mặt gọi là cái mặt mê tín dị đoan đâu. Do đó là khi mà mình sử dụng thì mình sẽ có cái cảm nhận nhanh và hiệu quả cao. Và các cái thế mạnh của công ty của chúng ta là gì? Thứ nhất là chúng ta được làm chủ cái vùng nguyên liệu đó, là chính phủ Nga đã giao cho tập đoàn chăm sóc sức khỏe Siberia được quyền là khai thác này, bảo tồn này, và tiếp tục để có thể là giữ gìn cái vùng đấy cho cái quá trình là khai thác trong tương lai. Và cái hệ sinh thái hoang sơ còn lớn nhất và tinh khiết nhất còn lại trên hành tinh, đây là một trong những cái điều mà không phải công ty nào cũng có được cái điều này. Và ngoài ra thì chúng ta còn làm chủ cả về sản xuất và cung ứng. Chúng ta có 3 cái tổ hợp dây chuyền sản xuất với cái công nghệ rất là hiện đại đặt ngay tại Siberia. Do đó là khi mà chúng ta khai thác cái vùng nguyên liệu xong, chúng ta chuyển vào sản xuất, đóng gói và chuyển sang bất kỳ một cái thị trường nào. Và nó giảm đi rất là nhiều các cái chi phí về vận chuyển này, về cái việc là phải thuê một cái đất nước thứ ba để có thể sản xuất ra sản phẩm cho chúng ta. Nên là các bạn sẽ thấy là cái giá sản phẩm của chúng ta nó cạnh tranh tuyệt đối với phần còn lại của thị trường. Và cái điều nữa là chúng ta có hơn 100 nhà khoa học đang làm việc tại phân viện nghiên cứu khoa học Siberia trực thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học của Nga. Do đó là chúng ta chủ động được trong cái việc là thay đổi và cải tiến về sản phẩm để có thể tối ưu hóa nhất những cái sản phẩm cho nó phù hợp với nhu cầu của thị trường. Những cái dòng trà gần đây là nó đã được cải tiến rất là nhiều, cả về mẫu mã, cả về những cái hàm lượng ở bên trong trà. Nên là nếu như anh chị em nào mà chúng ta đã quen cái trà tê ngày xưa, bây giờ chúng ta uống sang cái dòng trà Yogo Tubo á, bạn sẽ thấy là cái hương vị nó khác và cái mùi vị nó đậm đà hơn, và nó giống như mình uống mình cảm thấy dễ chịu hơn rất là nhiều. Và ở đây thì chúng ta có các cái nhà khoa học, nên là chúng ta còn chủ động được trong cái việc là nghiên cứu và chế tạo
và hầu hết những cái sản phẩm mà chúng ta đang sử dụng là một cái sản phẩm mà đều có văn bằng nghiên cứu và sáng chế về khoa học. Chúng ta phải cần phải cảm thấy là tự hào khi mà chúng ta có những cái điều như vậy. Và các cái nhà khoa học chúng ta thì đều đang giám sát rất là kỹ về cái bản quyền của các cái tác giả trong cái quá trình là sản xuất. Nên là bất kỳ một cái sản phẩm nào được sản xuất ra thì nó đều đảm bảo được cái chất lượng của nó. Và cái giá của nó thì mình không cần phải nhắc lại nữa, đúng không ạ? Nó cạnh tranh tuyệt đối với phần còn lại của thị trường. Và chúng ta có một cái sơ đồ trả thưởng rất là ưu việt. Mỗi mắt xích nó đều có tiền. Và bạn được mở rộng tối đa hàng ngang và mở rộng tối đa cái chiều sâu của mình. Đồng thời là cái sơ đồ trả thưởng này nó tập trung để nó giúp cho những cái người mà mới làm như chúng ta dễ dàng lên được cái mức thu nhập từ 35 đến 40 triệu đồng trong vòng từ 2 tháng cho đến chậm nhất là 22 tháng, khoảng là 2 năm. Và đây là cách để mà công ty giữ lại được những cái nhân tài trong cái mắt xích kinh doanh này. Và cái thế mạnh nữa là chúng ta có một cái chương trình bản quyền khoa học, đó chính là thanh lọc, cân bằng và năng lượng. Thì thanh lọc có nghĩa là nó đào thải độc tố từ bên trong đường máu cho đến cấp độ tế bào, và nó đào thải được những cái độc tố về kim loại nặng, về độc tố về phóng xạ, và đào thải ra bên ngoài một cách hiệu quả và triệt để. Đồng thời là những cái sản phẩm này nó sẽ tạo ra năng lượng và giúp cho cơ thể của chúng ta tăng được cái khả năng thích nghi. Khi mà chúng ta tăng được khả năng thích nghi, đồng nghĩa với cái việc là chúng ta không có cái hệ miễn dịch của chúng ta rất là khỏe, và chúng ta không có bị mắc những cái căn bệnh vặt thông thường. Và ngoài ra thì nó giúp cho cơ thể của chúng ta cân bằng, đưa cơ thể trở lại cái trạng thái cân bằng đầu tiên, có nghĩa là không dư thừa bất kỳ một cái chất nào cả. Và nó giúp cho cơ thể của chúng ta có cái khả năng là trẻ hóa về tế bào. Đồng thời thì có một cái gọi là cơ chế về nhịp sinh học, đó là cơ thể của chúng ta có rất là nhiều hệ cơ quan, thì thời gian nào là của hệ cơ quan nào, nó hoạt động theo cái nhịp sinh học như vậy, nó điều chỉnh lại từng cái chức năng, từng cái nhịp sinh học của từng hệ cơ quan theo đúng cái đồng hồ sinh học của trong cái cơ thể của mình. Và về cái công nghệ sản xuất thì chúng ta là có cái công nghệ nghiền lạnh cryogen. Bạn ăn cái Vinamit á, bạn thấy bây giờ là mít sấy hay những cái loại rau trái cây sấy khác là họ đều sấy lạnh, họ không sấy bằng nhiệt cao như ngày xưa nữa. Và khi mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm mà đã được nghiền lạnh như thế này nè, thì nó giữ được hầu hết cái dược tính của những cái cây thảo mộc. Và những cái cây thảo mộc này đã được nghiền ở cái dạng là nano siêu mịn, do đó là khi mà chúng ta uống vào bên trong cơ thể thì chúng ta đã được hấp thụ đến 98%. Và cái nền tảng khoa học của sản phẩm CBD thì nó dựa trên những cái nền tảng như sau. Đầu tiên là khoa học về chất dinh dưỡng, nghiên cứu về những cái chất dinh dưỡng nào là nó cần và nó tốt cho cơ thể của con người. Rồi nghiên cứu về khoa học nội sinh thái, đó là nghiên cứu về cái môi trường bên trong cơ thể, từ những cái tầng tế bào cho đến nhân tế bào và khoảng không của tế bào. Rồi sử dụng cái khoa học thích nghi, có nghĩa là làm như thế nào để cơ thể của chúng ta tăng được cái mức độ thích nghi với môi trường, tăng được cái khả năng miễn dịch. Rồi khoa học về nhịp sinh học, cơ thể của chúng ta cần cái chất gì cho buổi sáng, cần cái chất gì cho buổi tối để có thể tái tạo lại cơ thể, tái tạo lại tế bào. Và đây là những cái nền tảng dựa trên y học hiện đại và kết hợp với những cái nền tảng của y học cổ truyền. Bởi lẽ ông chủ tịch của chúng ta cũng là một trong một cái nhà sinh học rất là nổi tiếng. Ông biết đến 9 thứ tiếng và ông còn đọc được cái tiếng Hy Lạp Tây Tạng cổ viết ở trên các cái vách núi hoặc là viết ở trên các cái cuộn da. Do đó là ông ứng dụng được luôn cả cái y học cổ truyền trong cái việc mà sản xuất ra những cái sản phẩm của Siberia. Và bố của ông chủ tịch là một cái người mà đã phát minh ra cái sản phẩm là bộ ba thanh lọc, thì nó có cái tuổi đời còn nhiều hơn tuổi của tôi, có là hơn 40 năm. Đó chính là những cái kiến thức về cơ chế tại sao chúng ta bị bệnh, cũng như là về những cái thế mạnh về sản xuất, về công nghệ của sản phẩm của chúng ta. Thì đó là cái phần trình bày đầu tiên của Trang Đoàn. Vậy thì bây giờ đi sang cái phần trình bày thứ hai, thì Trang Đoàn xin phép mời chị thủ lĩnh cao cấp Anna Nguyễn sẽ có cái phần trình bày tiếp theo. Ok, cảm ơn Trang Đoàn. Trang Đoàn đừng share màn hình giúp chị Anna. Stop sharing nhá. Ok, rồi. Vậy là chúng ta đã đi lại xong được cái phần cơ chế. Và với cái, tức là mình vẫn phải đi lại cái phần cơ chế này, bởi vì hôm nay vẫn có một số anh chị em là hôm nay là mới tinh có mặt ở đây. Và cái buổi mà hướng dẫn về sản phẩm của ngày hôm trước á, là chúng ta nói được đi được hết tất cả các sản phẩm, và chúng ta cũng nói được kỹ về cái phần cơ chế ban đầu này. Và bây giờ thì Anna sẽ
hướng dẫn các bạn cái cách mà mình phối kết hợp sản phẩm. Và trong cái cách mà mình phối kết hợp sản phẩm, nó sẽ có một cái như thế này này, đó là mình sẽ phối kết hợp những cái bộ sản phẩm nào mà mình hay bán được ấy, mình hay bán chạy. Và thông qua đấy Anna cũng sẽ giải thích sơ về mặt cơ chế cho anh chị em luôn, đến bộ nào thì giải quyết bộ đấy. Và đây chính là một số bộ mà mình vừa có lợi thế mà mọi người lại hay hỏi mình. Mọi người lại hay hỏi mình là tức là có thị trường có nhu cầu á. Đây thì Anna xin được chia sẻ màn hình, mình sẽ đi lần lượt. Đấy, cái đầu tiên có thể kể đến là những cái dòng sản phẩm mà mình ghi luôn là có công dụng sau 3 ngày. Có công dụng sau 3 ngày là bạn có thể cảm nhận được rồi. Thì nó gồm có những cái ví dụ như là Coen này, tức là cảm sốt, cảm lạnh, cảm cúm. Cảm lạnh, cảm cúm khác với cả sốt nhé các bạn nhé. Cảm lạnh, cảm cúm thì bạn sẽ dùng là trà amin, trà hô hấp. Trà amin bây giờ là trà số mấy nhỉ? À, một lát Trang Đoàn sẽ lại giúp Anna xem là trà Amin bây giờ là trà số mấy. Trà Amin là trà số 4 nhưng mà nó chưa có về Việt Nam chị ạ. À, tên nó đang hết đúng không? Là trà số 4. Vẫn đang dùng trà cũ. Dạ. À ok, được rồi. Nó có trà Amin hoặc trà số 4, bạn dùng trà nào cũng được. Đấy, thì khi mà bị cảm lạnh, cảm cúm, bạn chỉ cần dùng khoảng chừng 2 gói này. Bình thường là 1 gói này pha với 200ml nước sôi. Nhưng mà khi bạn bị cảm lạnh, cảm cúm thì bạn sẽ dùng 2 gói mà pha với 200ml nước sôi. Đó. Và khi mà như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là cái cảm lạnh cảm cúm của mình nó hoặc là hắt hơi sổ mũi nó hết rất là nhanh. Ngoài ra mình có Coen. Coen này này thì bạn uống khoảng 1/4 chai luôn. Nếu như mà bạn bị cảm lạnh cảm cúm mà như kiểu là đang rất là cần phải tăng được cái sức đề kháng khẩn cấp lên, nó cảm nhận rất là nhanh. Nếu không có Coen thì bạn dùng Adaptovit. Mấy cái món này đều rất là rẻ, trà có hơn 100.000, Coen với Adaptovit là 250.000 và 237.000. Đó là có công dụng luôn. Nữa là cái kem đánh răng của mình. Kem đánh răng của mình á, dùng sau 3 ngày là bắt đầu bong mảng bám. Và kem đánh răng của mình thì chỉ có mỗi hơn 100.000 thôi, 105.000 và hiện tại ở kho Sài Gòn đang có 3 vị. Đó, thế cho nên là các bạn mà dùng cái này này, nó rất là dễ vì nhà ai bây giờ cũng có quãng chừng khoảng 3-4 cái toilet hết á. Cho nên bạn mỗi một nhà bạn bán cho họ 5 cái. Và thông thường thì chúng ta nên cất ở trong nhà một ít cái kem đánh răng này. Tại vì nó vừa rẻ và vừa có công dụng và không phải lúc nào nó cũng về nhiều. Hiện tại nó đang có. Cho nên là mình tranh thủ để mà mình có thể mình có cái sản phẩm mà vừa hiệu quả mà vừa rẻ. À, hiệu quả nhanh và vừa rẻ. Đó, đấy là những cái thứ đơn giản. Rồi tiếp đến là các cái loại trà khớp. Trà khớp hay còn gọi tức là các loại trà, nhưng mà mình nói đến trà khớp. Trà khớp ở đây á, là người ta gọi là trà nomo. Bây giờ là trà số mấy nhỉ Trang nhỉ? Số 7 ạ. Trà số 7. Cái trà này này ví dụ như các cụ bây giờ ở miền Bắc này nó rất là khó chịu. Bởi vì là thời tiết nó lạnh mà. Lạnh sâu như vậy thì cứ tầm khoảng chiều ấy pha nóng lên. Cho các cụ uống cũng khoảng 2-3 gói. Mình pha đặc một tí. Đầu tiên là cho cụ uống hết cái nước đặc đi. Thế còn cái nước kia là mình pha lại lần 2, lần 3 thì uống như kiểu giải khát thôi. Thì nó nhẹ cái khớp rất là nhiều. Nhẹ khớp và giảm được cái nhức xương. Giảm được cái nhức xương. Và hiện tại cái mùa này là mùa khớp. À xin lỗi, mùa của nhức. Bạn đau nhức xương khớp, cho nên nó có một cái nữa là gì? Gel khớp. Cái trà khớp nó chỉ có hơn 100.000 một hộp nhá. Mà cái hộp trà nó như thế này này. Các bạn nhìn cái hộp trà, đây là cái mặt của Anna. Lãng bự lắm rồi đấy. Hộp trà bằng nửa cái mặt đấy. Mà nó hơn 100.000 thôi, rất là đẹp. Nếu bây giờ mình có mua để mà mình tặng bưu Tết ấy, nó cũng cực kỳ đẹp. Đẹp hơn rất nhiều so với việc là mình mua những cái loại trà, ví dụ như cái trà đang bán trên thị trường này, trà xanh rồi trà Lipton rồi trà Koji rồi các loại trà. Mình hoàn toàn có thể dùng những cái loại trà của mình để mà biếu tặng và làm quen. Mà nó có hơn 100.000 thôi. À, cái hay là nó chỉ có hơn 100.000 thôi và bao bì rất là đẹp. Trông rất là đẹp, rất là city luôn á. Đó, mình tiếp tục nha.
thì mình có thể kết hợp cả gel khớp. Gel khớp cũng chỉ có 150 mấy nghìn thôi. Đó. Rất là rẻ và đơn giản và có hiệu quả nhanh. Tiếp đến nữa là trà, là mình còn có cả trà tiêu hóa, là gọi là trà Kurinsai. Trà Kurinsai. Bây giờ gọi là trà số 5. Cái hộp Anna vừa cầm trên tay là cả trà tiêu hóa. Nếu mà mình ăn mình bị như kiểu đầy hơi khó chịu, đầy hơi này, khó chịu này, kiểu chướng bụng ấy, mà bạn cũng lấy hai gói trà như vậy, bạn pha như vậy là hết liền luôn. Và cái trà này cũng rất là rẻ. Và thông thường ấy, để mà thường xuyên hỗ trợ cái bệnh tiêu hóa này, mình nên kết hợp với cả formula 4. Formula 4 cực kỳ hiệu quả trong những trường hợp mà bị đau bụng này, bị khó chịu bụng này, bị ngộ độc thức ăn này. Đó, thì bạn nên kết hợp với cả formula 4. Và giải độc rượu, đây là một trong những cái thứ mà bạn có cảm nhận ngay trong vòng. Thực sự là tôi nói thật là cái này là trong một ngày luôn á, 1 đến 3 ngày luôn á, chứ không phải là 3 ngày đâu. Đó, để cho các bạn an tâm. Mình còn có thêm cả những thứ sau, bạn sẽ có cảm nhận được công hiệu ngay sau 3 ngày. Và các loại trà khác nhá. Trà tiểu đường cũng cực kỳ tốt và hạ đường nhanh. Trà tubo ấy, thực sự mà nói thì nếu như mà cái khí hậu nó đang không quá lạnh nhá, đang không quá lạnh, tức là bắt đầu từ vùng mà từ Vinh trở vào là có thể rồi, từ Vinh trở vào trong là có thể rồi, là bạn có thể dùng trà tê. Hoặc là bây giờ là trà mới là trà tubo. Trà tubo, vỏ hộp cũng rất là đẹp, cái này là để thải độc cho đường ruột. Và cũng như là ví dụ như mình ăn mà mình ăn nhiều quá, mình muốn xả ra bớt một tí cho nó sạch này. Hoặc là mình muốn là gọi là giảm cân thì mình dùng hai cái loại trà này. Đó, trà tê và trà tubo. Ngoài ra bất kể một dòng trà nào của Siri đều cực kỳ tốt và hiệu quả nhanh, là bởi vì nó lấy nguyên liệu từ trên một cái vùng đảo. Cái đảo này nó to như cái đảo Phú Quốc của mình, mà nó ở giữa cái hồ Baikal. Cái hồ Baikal của mình là 2 triệu năm rồi, nó vẫn chưa thay đổi gì cả. Đấy là những cái dòng cơ bản. Bây giờ mình đang đến cái dòng mà mắc tiền hơn, dòng vừa rồi có mấy trăm nghìn thôi. Rồi, đến cái dòng mà mắc tiền hơn ấy, đó là cái gì? À, còn có cái này nữa, là cái tôi rất là thích cái này, cái mặt nạ của mình. Mặt nạ bôi mặt của mình. Mặt nạ của mình chỉ có 160 mấy nghìn thôi. Có loại hơn 200 nghìn. Và cái mặt nạ của mình có một đặc điểm, nó có cái loại làm sạch sâu này, có cái loại cấp ẩm này, có loại tái tạo này, có loại kiềm dầu này. Đó, thế thì tôi rất là thích cái loại sạch sâu và loại tái tạo, thích cực kỳ. Còn cái hôm mà mình ra miền Bắc thì mà nó hanh khô là mình phải dùng cái loại cấp ẩm và làm sạch. Vừa cấp ẩm mà làm sạch, ví dụ như là tối nay hôm nay mình đắp cái này, ngày mai mình đắp cái kia. Nhưng mà tôi thì tôi thích lắm. Và cái da của mình nó không bị đứt nẻ và lúc nào trông cũng ngon lành cành đào cả, là bởi vì là mình nhờ các loại mặt nạ này. Cho dù là mình có bán cái combo nhiều hay không, nhưng mà những cái loại này là những cái loại mà giúp cho các bạn là khách hàng dùng một lần là họ sẽ nhớ các bạn mãi. Bây giờ đến cái dòng mà cao cấp hơn. Cái dòng cao cấp hơn mà bạn có cảm nhận được hiệu quả ngay sau 3 ngày á, nó thuộc về siêu vitamin. Rồi hoặc là Neurovision. Hoặc là Stress Relief. Đó. Và sau này còn có thêm một cái nữa, hiện tại không có, Beauty Sand. Đó. Thì những cái dòng này này, thì khi mà bạn uống thì chỉ khoảng sau 3 ngày, ví dụ hồi đấy Anna là bị đau dạ dày, Anna uống siêu vitamin có đúng 4 ngày thôi là nó chỉ còn tức bụng chứ nó không còn đau nữa. Neurovision thì cho mắt và não. Đó, ai mà muốn tập trung cao độ cho mắt và não thì mình dùng Neurovision. Stress Relief này là dành cho những người mà bị trầm cảm hoặc là dạ dày nhẹ hoặc là bị stress kéo dài. Còn Beauty Sand này là dành cho làm đẹp, thì bây giờ nó không có cho nên Anna để trong khoảng. Đấy, cái này là những cái thứ. Siêu vitamin là 1.265.000, Neurovision là 1.475.000, stress là 485.000, stress là 1.8 bao nhiêu? 1.760.000. Còn Beauty Sen là 2.100.000. 2.185.000. Đại thể là 2.100.000 mấy chục ấy. Đấy. Thế thì khi mà mình dùng những cái thứ này thì nó hiệu quả rất là nhanh. Chỉ sau khoảng 3 ngày là mình đã có cái công dụng rồi. Còn cái gì mà có công dụng nhanh nữa Trang nhỉ? Dầu balsam, nhưng mà dầu balsam của mình bây giờ đang hết hàng. Nhưng mà khi mà có dầu balsam các bạn cần phải mua ngay. Khi có dầu balsam mỗi một tư vấn viên cần phải mua 10 chai.
Rồi balsam này vừa có thể uống được để giữ họng được này, bôi bên ngoài da để hạ sốt bôi vào những cái chỗ mà bị viêm da cơ địa này. Đó là các bạn hoàn toàn có thể làm được. Rồi ngậm để mà giảm viêm liếu này, nhiệt miệng này. Rồi ai mà bị trĩ thì bôi vào này. Rồi gì nữa nhỉ? Thả vào nước cho trẻ con nó tắm này. Rồi bôi lên mặt để xe để mà hỗ trợ điều trị mụn này. À, đó, làm mềm làm mượt da này. Đấy, đều có công dụng hết. Nhưng mà bây giờ nó hết, khi nào có là bạn phải mua liền luôn á. Rồi cái dầu balsam này cực kỳ hiệu quả trong cái trường hợp bị viêm mũi dị ứng và viêm xoang. Khi ban đầu mình nhỏ dầu balsam vào mũi ấy, thì nó rất là hăng. Mà nếu mà bạn quen rồi thì bạn sẽ thấy là nó sẽ ra những cái dịch nhầy nhanh và nó hỗ trợ cho cơ thể của chúng ta tốt lắm. Đấy là những cái thứ mà có công dụng sau 3 ngày. Bây giờ mình sang những cái thứ mà có công dụng sau 1 tuần. Là những cái bộ nha. Cái bộ đầu tiên á, là bộ giảm cân. Bộ giảm cân. Bộ giảm cân thì mình dùng cái gì? Đầu tiên là mình phải dùng trà tubo hoặc là trà tê. Cái này nếu mà giảm cân thì 1 tháng mình mua 4 hộp. Một ngày mình uống 4 gói. Mình uống cái này để nó làm sạch cái đường ruột của mình. Sau khi nó làm sạch đường ruột của mình rồi thì mình phải uống cái sản phẩm để nó làm sạch cái nó làm sạch cơ thể. Bởi vì sao? Độc tố nó tích tụ trong cơ thể mình mà nó bị dư thừa nhiều quá, nó sẽ tích tụ trong các mô mỡ, đặc biệt là mỡ nội tạng. Vì thế cho nên rằng là khi độc tố nó tan trong dầu như vậy thì độc tố mà bị nhiều quá là cơ thể của mình sẽ kêu gọi hình thành các cái giọt mỡ để mà có thể khóa được những cái độc tố vào bên trong những cái giọt mỡ đấy. Thế cho nên rằng là khi mà chúng ta không giải tỏa được cái độc tố ra thì cho dù là cân nặng có giảm đi chăng nữa thì một thời gian sau các giọt mỡ lại được kêu gọi để hình thành lại. Vì cái kho chứa độc tố nó cần phải có. Đó. Thế mà bạn để ý là cái kho chứa độc tố ở các cái cơ quan nội tạng là nó xuất hiện luôn ở đấy. Tức là có những cái mỡ nó bám qua quanh ruột, rồi quanh gan, rồi quanh thận, rồi quanh tim, viền ấy. Đấy, như kiểu mổn heo ra mình thấy ấy, y chang. Đó, thế cho nên là mình phải uống cái bộ 3 thanh lọc. Xong rồi uống pho 4 để cho nó thanh lọc. Và bây giờ mình đang có một loại là inulin. Inulin này, nó giống như một dạng soft band ấy, nó là soft band. Nhưng mà nó dành cho những người bị béo phì và những cái người mà bị tiểu đường uống. Béo phì và tiểu đường uống. Thế thì cái bột này nhá, thì bây giờ buổi tối trước khi đi ngủ thì bạn uống 1 ly nước ấm, bạn pha với cái này, mùa đông mùa hè gì, miền Bắc miền Nam thì bạn đều uống được. Và nó cực kỳ tốt trong cái việc là tiêu hóa hết cái lượng đường dư thừa, cũng như là hỗ trợ cho bạn, cái cơ thể của bạn tiêu hóa tốt nữa cơ. Cái hệ thống, tức là cái đường ruột của bạn đẹp, không có bị tích tụ ba cái bậy bạ. Rồi, đây là xong được những cái món mà dạng uống là để thải độc. Thì inulin này cũng làm cân bằng đường. Thì bắt đầu mình uống đến cái yogurt vị dâu, puhat. Cái này là một trong những thứ để cân bằng lại cái lượng đường dư thừa trong máu của mình. Nó cũng y chang như là cái inulin, nó cũng có công dụng như vậy. Nhưng mà cái yogurt vị dâu puhat này thì nó chuyên hơn, nó chuyên nghiệp hơn. Và cái này bạn có thể làm uống từ sáng cho đến trước 12 giờ trưa. Và bạn pha với nước ấm bạn uống. Thì một ngày uống một gói, uống trước giờ ăn cơm á. Tức là uống từ sáng, uống tới trước 12 giờ trưa là được. Ví dụ 12 giờ trưa bạn ăn cơm thì bạn uống từ sáng đến khoảng 11 giờ. Một ngày một gói. Sau đó rồi nếu mà có yogurt vị dâu thì uống yogurt vị dâu. Nếu không có yogurt vị dâu thì bạn sẽ thay bằng trà Kubasai. Trà Kubasai bây giờ là trà số mấy nhỉ? Trà Kubasai là trà số 8 à? Trà số 8. Đó. Trà số 5. Kubasai là trà số 5 à? Kubasai là trà số 9. Số 9. Kurinsai mới là trà số 5. Trà tiêu hóa, trà Kurinsai mới là trà số 5. Cẩn nhá. Kurisai và Kubasai hai cái khác nhau nha. Đấy, cái này trà số 5, này trà số 9. Tại vì cái họ mới ra cái dòng trà mới nó theo số ấy, nên là tôi phải check lại cho nó chắc chắn. Đấy, hai cái này và cái inulin này, ba cái này là ba cái nhóm mà làm hạ được cái đường huyết. Có cả ba thì uống cả ba, mà không có cả ba thì uống một ít, uống một trong những cái này đều được. Đó, nhưng mà tôi rất là thích inulin và yogurt. Rồi, sau đấy bây giờ nếu như mà bạn kết hợp với chế độ ăn. Kết hợp với chế độ ăn. Ngày một bữa nấu.
như tôi và Trang Đoàn bây giờ đang kết hợp cái này. Khi tôi đi hành trình thịnh vượng về ấy, đó, đây đây đây, để tôi nói với các bạn đó. Và trong đó có yogurt protein, yogurt shake, gọi là yogurt shake hoặc protein thì dùng thay cho một bữa ăn. Rồi, đây tôi giải thích với các bạn. Bình thường á, ngày mà ăn một bữa nấu tức là sao? Ngày chỉ ăn một bữa nấu thôi. Một bữa nấu là bạn vẫn được ăn cơm, ăn tất cả các loại bình thường. Đó, thế còn tức là cả ăn thức ăn, cả ăn rau củ quả. Nhưng cái bữa nấu đấy bạn phải ăn rau quãng chừng, rau xanh quãng chừng khoảng 4 lạng nhá. Cho nên là nó sẽ làm tăng được cái trao đổi chất của mình lên. Và cái một còn hai bữa nữa thì một bữa là bạn uống protein. Nếu không có protein thì bạn ăn các loại rau củ quả hạt. Đấy. Và bữa tối bạn cũng thế, bạn cũng ăn các loại rau củ quả hạt. Nếu bây giờ có cái protein mà shake á để uống á để thay cho một bữa ăn thì bạn sẽ ăn cái đó. Còn nếu không thì bạn sẽ ăn các loại rau củ như kiểu dưa leo rồi ớt chuông này kia và các loại hạt như là hạnh nhân rồi óc chó rồi mắc ca rồi hạt điều. Đó, mình ăn những cái loại hạt đó chứ không ăn những cái đồ nấu chế biến nữa. Và đây là một trong những cái cách giảm cân trong cái quyển sách phương pháp giảm cân Yobo trước đây Anna đang viết mà tôi chưa xuất bản. Và nó có một cái thông điệp là ăn càng nhiều thì giảm càng nhanh. Tức là có một số loại thức ăn mà bạn ăn bao nhiêu thì nó như là thức ăn tàng hình vậy đó. Tôi gọi là thực phẩm tàng hình. Ăn nhưng mà cơ thể của mình không phát hiện ra bạn ăn. Thì những cái loại thực phẩm tàng hình nếu bạn ăn quãng chừng khoảng 2 tuần là bạn rất là quen và rất là thích nó. Và bạn hoàn toàn có thể, bạn sẽ có được cái bảng đấy. Tôi đã viết ra một cái bảng các cái thực phẩm cần ăn và thực phẩm cần tránh. Và bạn tránh toàn bộ tất cả những gì là đường, ngọt. Thế còn ví dụ ai mà thèm BBQ quá thì khi mà đi ăn á, thì vẫn ăn vào cái bữa mà bữa nấu một ngày đấy. Và nhớ là ăn một miếng thịt thì gói trong một cái rau xà lách mà ăn. Chứ đừng có ăn rời. Thì vẫn được ăn mà vẫn giảm cân. Tôi chỉ cần các bạn bỏ hết tất cả những món gì ngọt có đường đi thôi. Ngọt có đường là bỏ tuyệt đối. Để cho cái hormone trong người mình á, khi mà nó muốn hạ xuống ấy, thì cái đường huyết của mình nó sẽ liên quan mật thiết đến cái việc là tín hiệu là đốt mỡ hay là giữ mỡ. Mà cái đấy nó lại được điều khiển bởi cái gì? Nó lại được điều khiển bởi cái nồng độ hormone. Nồng độ hormone thì lại được điều khiển bởi các loại thức ăn. Đó, cho nên nó có một cái mối liên quan đến nhau. Nên là khi mà các bạn ăn những cái loại thức ăn mà nó khác đi, tự động hormone nó hạ xuống, tự động là đường huyết nó được điều chỉnh hạ xuống và tự động là những cái nồng độ như vậy nó sẽ làm cho cái mỡ của mình được kích thích đốt cháy. Đó là cái nguyên lý về mặt hormone bên trong cơ thể của mình. Cho nên là nếu mà bạn không thay đổi chế độ ăn, cho dù bạn có uống sản phẩm trời đi chăng nữa, thì nó cũng không làm cho bạn giảm cân. Ở đây là gì? Bạn thay đổi những cái khẩu phần ăn nhưng mà bạn không bị mệt, bạn cảm thấy vui vẻ, bạn cảm thấy thoải mái, da của bạn đẹp, ngực của bạn không bị teo. Đấy, kiểu như vậy cái phương pháp giảm cân của mình là nó giảm cân xong mà nó rất là đẹp. Chứ không phải giảm cân mà mặt mũi teo tóp, mất nước. Đó, nên cho nên là Anna mới hướng dẫn các bạn. Và cái bộ giảm cân này, cái tuần trước tôi đi về Sài Gòn là tôi đi hành trình thịnh vượng xong là đi đường có cái gì là tôi ăn, bởi vì cái người ăn chay ấy khi mà không hợp khẩu vị bạn không còn có cái sự lựa chọn nào ngoài là ăn ba cái đồ khô khô á và tinh bột. Thế thì tôi ăn như vậy thì tôi tăng lên 61 cân, bình thường là tôi 58 cân. Tôi về tôi đứng lên cân một cái là tôi rất là thảm thốt và tôi bắt đầu giảm cân từ hôm thứ bảy tuần trước đến hôm nay tôi đứng lên tôi cân là một tuần là tôi còn 59 cân và tôi tiếp tục giảm tiếp. Tôi đảm bảo với các bạn là hết ngày mai, tức là thứ hai mà tôi cân lại là tôi 58 cân liền à. Tại vì bên trong cơ thể của mình á, cái cân nặng nào mà bạn giữ thường xuyên, 58 cân là một trong những cân nặng mà tôi giữ thường xuyên, thì mình sẽ bị dao động ở đấy rất là nhanh. Bây giờ có share màn hình nữa đâu, bây giờ đang ngồi nói chuyện mà, chưa share, lát share thì lại mở lại. Thế cho nên là đối với cái bộ giảm cân này, bạn hoàn toàn có thể tự tin. Những cái người đấy người ta phải kỷ luật, chứ lại cái gì cũng cho vào mồm, người ta mời một tí cà phê sữa cũng cho. À, người ta lại sửa lại một số cà phê sữa cũng cho rồi bắt đầu người ta làm cái gì cũng cho. À, người ta mời ăn cái gì cũng ăn và cũng tránh tất cả những cái loại ngọt ra thì đảm bảo rằng là các bạn sẽ giảm cân và sẽ giảm hiệu quả. Thông thường một tháng bạn sẽ giảm được 4 đến 5 cân. Rất là khó để giảm nhiều hơn bởi vì là cái hormone á, cái nồng độ hormone nó hạ nó có thời gian. Ví dụ như tôi đến hết tuần này tôi giảm xuống lại được 58 cân không có nghĩa là như vậy là sau 4 tuần là tôi giảm được chục cân. Bởi vì trong 1 tháng sau khi bạn đã giảm được cân nặng rồi thì nó sẽ duy trì ở cái mức đấy. Duy trì mức đấy nếu mà bạn kiên quyết là bạn phải phá xuống dưới nữa thì lúc đó thì bạn tập luyện, bạn di chuyển thêm để cho
nó có thể tiêu hao năng lượng hơn. Và khi mà như vậy thì bạn sẽ giảm một tháng được quãng chừng khoảng 5 cân. Đó, cho nên là các bạn đừng có hứa với ai là về đây đi một tháng giảm được 10 cân nhá. Tại vì giảm cân là nó phải an toàn, giảm nó phải đẹp chứ không phải là giảm để rồi mất mát. Thì không ai làm như thế, giảm để bị bệnh thì không ai làm như thế. Một số anh chị em mà mình không nghe được là bởi vì mình nhờ apply của mình hướng dẫn. Rồi, đấy là cái bộ giảm cân, cũng là một trong những bộ mà chỉ cần sau một tuần là người ta bắt đầu có cái cảm nhận rồi. Đặc biệt là cái bụng của người ta nhá, bụng người ta xẹp rất là nhanh. Đấy là tôi giảm cân, tôi còn không dùng trà Tubo đấy. Tôi mà dùng trà Tubo còn giảm nhanh nữa. Tiếp đến là cái bộ sinh lý nam. Sinh lý nam thì mình dùng cái gì? Sinh lý nam bây giờ mình phải hiểu cái nguyên tắc. Thế bắt đầu sau đấy mình ra cái là mình dùng cái gì nhá. Riêng với sinh lý nam thì tức là họ không có chỗ đứng và họ không cứng được. Đấy, thì nó có cái lý do sau. Thứ nhất ấy là khi mà dòng máu của mình nó bị bẩn thì các cái tín hiệu nó di chuyển rất là chậm. Nó y chang như bây giờ tôi muốn ship đồ từ quận Phú Nhuận mà lên quận 1 thì cái đường nó phải thông thoáng, chứ đường mà tắc thì tôi không thể ship đồ được. Thì cái tín hiệu mà chuyển từ não xuống bên dưới ấy, nó cũng như là cái việc mà mình đi ship đồ. Nếu đường đi mà nó thông thoáng thì nó sẽ xuống dưới rất là nhanh. Tín hiệu xuống nhanh thì nó sẽ làm đầy những cái thể hang lên rất là nhanh, thể xốp ạ. Cho nên là mình nó sẽ có độ cứng. Thế còn nếu mà cái đường đi nó ách tắc thì cái tín hiệu nó xuống chậm và máu nó dồn xuống chậm, mà người ta lại không thể tập trung được lâu nữa, người ta dễ bị sao nhãng thì nó sẽ rất khó. Thế việc của mình là gì? Việc của mình là mình sẽ làm sạch cái dòng máu. Mình sẽ có những cái sản phẩm để mình làm sạch cái dòng máu. Cái số 2 là người đàn ông, người ta tiêu hao năng lượng rất là nhiều. Năng lượng tiêu hao mà cái cơ quan trong cơ thể của mình á, là mỗi một tế bào là một nhà máy sản sinh năng lượng. Và cái nhà máy mà trong tế bào mình gọi là các cái ti thể là cái nơi sản sinh năng lượng, và tế bào nào nó cũng có. Thế thì để nó sản sinh năng lượng được thì nó cần phải có nguyên liệu tử tế. Thế nó đốt cháy mới hình thành năng lượng, mình toàn cho nó nguyên liệu dởm thôi. Tức là sướng cái mồm của mình chứ không phải là cái thứ mà tế bào cần. Cho nên là mình chỉ cần bổ sung những cái loại dưỡng chất. Ví dụ đàn ông rất là cần một cái loại khoáng là kẽm. Và tôi thường bổ sung cho các anh ấy là Bunsbox. Bunsbox là hỗ trợ cho hệ tim mạch. Thì nó cũng đã là một loại trong những cái loại mà hỗ trợ được cho cái làm sạch dòng máu. Rồi Formula 4 là để vừa tăng cường sản sinh năng lượng và vừa tăng cường đào thải độc tố, loại bỏ những cái mà gây tắc nghẽn trong người. Và tôi sẽ cho bổ sung hoặc là Sin 2 là cho não, hoặc là Neurovision. Đấy là những thứ mà tôi sẽ hướng dẫn để cho các anh ấy bổ sung. Và nếu người nào mà đang điểm 2, điểm 3 mà lên cái điểm 5 ấy, thì khoảng 2 tuần thôi là lên điểm 5 rồi. Còn từ điểm 5 mà lên điểm 6, điểm 7, điểm 8 thì nó sẽ cần thời gian chậm hơn một tí. Đó, tức là về cái độ cứng ấy. Và sau khi mà các anh ấy dùng nhá, thì không phải là cái này nó không phải như kiểu rocket 1 giờ hay gì cả. Cái này nó là đơn giản, nó là một cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Cho nên rằng là cái việc mà cải thiện sinh lý nó là cái công dụng phụ, cái công dụng chính là nó bảo vệ ống sinh tinh, bảo vệ tuyến tiền liệt, bảo vệ những cái tinh hoàn, bảo vệ những cái mô ở bên trong cơ thể. Đặc biệt là những cái đàn ông là cái phần đấy rất là yếu. Cái phần phụ của đàn ông, trong ở đàn ông thì phần phụ là yếu nhất, rồi thận rồi gan. Phụ nữ của chúng ta thì cái phần phụ cũng là yếu nhất, cho nên là hay bị bệnh ở những chỗ đấy, độc tố nó tích tụ nhiều ở những cái chỗ đấy. Thế bây giờ mình đã được bảo vệ những chỗ đấy thì mình tránh được những cái nguy cơ bệnh tật. Và từ cái việc là không có nguy cơ bệnh tật và được trẻ hóa nữa, tôi sẽ cho thêm Vita Germanium để cho người ta trẻ hóa. Thì khi mà họ trẻ hóa được những cái mô, những cái tế bào và trong cơ thể của họ cung cấp nhiều oxy, thì tự động là cái đấy nó sẽ được hiệu quả. Đấy, tôi giải thích như vậy để cho anh chị em mình hiểu. Nếu như mà có khách hàng nào mà mình cần phải có một cái đoạn tư vấn, mình có thể gửi cái đoạn này, bảo họ xem từ dây bao nhiêu đến dây thứ bao nhiêu, thế là xong. Đây, tôi sẽ xin viết lại đây những cái sản phẩm để sau này anh chị em tìm hình trên cái quyển catalog, anh chị em nắm được. Vậy là sinh lý nam mình hiểu cái nguyên lý rồi. Mình có thể nói với khách hàng như vậy thì cũng chỉ mất nãy giờ cũng chỉ khoảng hơn 5 phút thôi đúng không? Thế mình sẽ cho dùng cái này. Đầu tiên á là mình sẽ cho dùng Bunsbox cộng với cả kẽm. Cái này là cái cơ bản nhất, cái này là cái cơ bản nhất, cộng với cả For 4, cộng với cả Sin 2, hoặc là cái dấu này là ý là hoặc Sin 2 hoặc là Neurovision. Tại vì cái việc này nó cực kỳ liên quan đến tín hiệu đi từ não, nó cực kỳ liên quan, cho nên là mình phải có những cái sản phẩm để hỗ trợ. Thế thì bốn cái sản phẩm này gọi là bốn cái sản phẩm mà cơ bản. Và nếu mà người ta muốn cải thiện được nhanh hơn, tức là những cái mô nó trẻ hóa nhanh hơn, thì thêm Vita Germanium cộng với cả là Softben.
tôi rất là thích Shopband bởi vì sao? Trong cái bộ mà thanh lọc ấy, thì một lát tôi sẽ nói đến cái bộ thanh lọc. Nhưng trong cái bộ thanh lọc thì Shopband nó làm sạch cái môi trường nước mô của mình, làm sạch cái nước mô. Và khi nó làm sạch cái nước mô, tức là bạn như kiểu bạn nặn mụn ấy, bạn thấy có cái nước màu vàng vàng trong trong đấy là nước mô, nó làm sạch cái môi trường đấy. Đó là một trong những cái lượng, nó có một cái lượng rất là lớn trong người mình, cho nên nó cần phải được làm sạch liên tục. Và bạn cần phải cho cái bộ này. Đấy, cái bộ này khoảng 2 tuần là hiệu quả rõ rệt nhá. Còn 1 tuần là người ta bắt đầu cảm nhận được rồi. Tiếp đến này. Rồi, xong bây giờ đến nữ. Ở nữ thì mình có những cái như sau. Một là viêm nhiễm ở nữ. Khi mà viêm nhiễm như vậy á, thì mình dùng cái gì? Dùng Immunobox ngày 2 bịch cộng với lại là For 4 ngày 10 viên uống nhá. Cộng với lại là bạn lấy cái bột của For 4 ấy, bạn hòa vào nước, bạn hòa vào nước, bạn ngâm nó loãng loãng thôi, đừng có làm đặc nó mà bị tổn thương bên ngoài nó sót. Nếu mà bạn có balm sam nữa thì bạn có thể là vừa nhỏ vài cái giọt balm sam vào, vừa cho một cái bột của một viên For 4 vào để bạn ngâm cộng với cả là rửa. Đấy, ngâm rửa. Còn chúng ta đang có cái gọi sản phẩm là rửa phụ khoa ấy, thì nếu mà bạn nào mà có thì dùng, còn không mà hết hàng thì mình có thể dùng tạm cái này. Ok chưa? Đấy là viêm nhiễm ở nữ. À rồi, bạn phải cho uống Shopband. Cái việc mà hệ thống miễn dịch của chúng ta ấy, nó phải được tăng cường và nó liên quan mật thiết đến cái cơ quan phần phụ của chúng ta. Riêng cái hệ thống miễn dịch và đường ruột nó liên quan mật thiết luôn. Thế cho nên rằng là bạn phải uống thêm cái Shopband. Shopband thì bạn có thể uống Purelite hoặc là Defend đều được. Một trong hai loại này đều được. Rồi, tiếp đến là khô hạn. Khô hạn ở nữ. Thế thì khô hạn ở nữ thì nó có nhiều nguyên nhân, chứ không phải nó chỉ có một nguyên nhân đâu. Nó có nhiều nguyên nhân. Bây giờ mình sẽ lại cần phải tìm hiểu các cái loại. Đúng rồi, mình phải đi tìm hiểu các cái loại nguyên nhân. Rồi, khô hạn. Thế thì tại sao phụ nữ lại bị khô hạn? Số 1 ý, là có thể do viêm nhiễm lâu ngày, cho nên là bị. Thế thì nếu mà do viêm nhiễm lâu ngày nên bị ý, thì nó sẽ có cái là bạn phải cho người ta uống cái sản phẩm mà chữa viêm. Tức là thế này, khi mà họ viêm thông thường họ sẽ đặt thuốc. Và khi đặt thuốc thì lâu dần cái lớp niêm mạc ở cái phần phụ của mình ấy, nó sẽ bị chết đi. Nó giảm tiết chất nhờn và nó khô, như kiểu nó bị già ấy mà, nó bị tấn công. Sau đó rồi khi mà nó bị tấn công như vậy thì nó rất là yếu và nó khô. Và khi mà mình có sinh hoạt ấy thì nó sẽ làm xước. Xước thì nó lại viêm mình lại, đặt thuốc xong nó lại khô. Cứ như thế nó tạo thành một cái vòng luẩn quẩn. Đấy là một. Cái số 2 là có thể là nó bị tức là mình bị như kiểu bị ức chế về mặt tâm lý, cho nên là mình không có cái cảm xúc gì cả. Ức chế về mặt tâm lý nên không có cảm xúc gì cả. Nên là việc của mình là mình phải biết xem cái nguyên nhân nó nằm ở đâu. Và cho dù là nguyên nhân nằm ở đâu đi chăng nữa thì cái vụ khô hạn này này, nếu do viêm thì mình phải cho xử lý cái viêm trước. Nếu mà hết viêm rồi mà vẫn bị thì nó sẽ là vừa là tâm lý, và nó vừa là tâm lý và vừa là do cái bên trong cơ thể của mình nó bị thiếu dưỡng chất ý. Tức là nó bị già đi ý. Việc của mình là phải cho nó trẻ lại thì mình sẽ dùng những cái sản phẩm sau. Đây, mình sẽ dùng những cái sản phẩm sau. Đây này, là mình sẽ phải cho dùng là hoặc nhá. Hoặc là stress relief để cho người ta giải tỏa tâm lý. Còn nếu như mà không đến mức độ là bị stress căng thẳng thì bạn có thể cho người ta dùng siêu vitamin. Đấy. Bạn có thể cho người ta dùng siêu vitamin. Rồi. Sau đó bạn cộng với cả Vita Germanium.
cái này rất là cần và cái này phải uống 2 viên một ngày. Một cái viên Vita Germanium này nó có cái hàm lượng chất chống oxy hóa tương ứng với hàm lượng mà resveratrol có trong khoảng 6 chai rượu vang. Đó, cho nên là nó rất là nó có các khả năng trẻ hóa rất là tốt. Và bên cạnh cái này thì mình còn nên uống thêm cả những cái dòng gọi là Trimega Vital. Trimega Vital có hai dòng bạn có thể uống, đó là carotene hoặc là lycopene. Đây là hai cái loại chất béo thiết yếu, cực kỳ quan trọng. Carotene là thấy nhiều ở trong những loại như là cà rốt ấy, còn lycopene là thấy nhiều trong như cà chua, dưa hấu ấy. Thế mà ở đây thì họ chiết xuất từ những cái cây hỗn hợp từ những cái loại thực vật cao cấp và có cả một phần ở trong cá ở biển sâu. Thì các bạn có thể xem chi tiết ở trong quyển catalog là các bạn biết, hoặc các bạn dở lại cái video mà tôi đào tạo về sản phẩm tuần trước để các bạn có thể biết được. Vì tuần trước là mình đi các cái sản phẩm, tuần này là mình đi sâu vào công dụng để cho các bạn có thể phối kết hợp được. Đó, những cái thứ này để giúp các bạn trẻ hóa. Ngoài ra các bạn sẽ phải uống Formula 4, tại vì cái này nó giúp thải độc rất là tốt, cực kỳ tốt luôn. Đó, thì các bạn sẽ dùng những cái thứ này để cho nó đỡ cái việc mà khô hạn. Và mình bây giờ mình không có Beauty Sen thì mình dùng Beauty Box. Beauty Box này bạn có thể uống 2 bịch một ngày cũng được, càng tốt. Còn sau này mà có Beauty Sen về thì bạn có thể thay bằng một ngày một bịch Beauty Sen. Đó, đấy là khô hạn của nữ. Và khi mà viêm nhiễm ở nữ nhá, một tuần sau là bạn đã thấy có công dụng rồi. Còn nếu mà khô hạn ở nữ cũng thế, chỉ khoảng một tuần sau là bạn thấy công dụng rồi. Đó, đây là có công dụng sau 3 ngày này. Gạch chân. Rồi, tiếp tục. Có công dụng sau 1 tuần này. Sinh lý nam, sinh lý nữ, giảm cân. Rồi. Gì đấy nhỉ? Sau 1 tuần. Bây giờ mình sẽ sang những cái bộ sản phẩm mà nhiều người thích. Nhiều người thích ở đây. Và cái công dụng của nó có thể là 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng. Nhưng mà chỉ cần sau 1 tuần đầu tiên bạn có cái cảm nhận mà cái công dụng thực sự của nó, cái sự thay đổi thực sự của nó, thì nó cái thời gian của nó dài hơn. Đó, thì bây giờ tôi sẽ mất ngủ. Đấy. Mất ngủ. Tôi nhớ là còn một cái gì đó. Táo bón, mất ngủ. Mất ngủ nhá, trong vòng 3 ngày đến 7 ngày, nếu cái người đấy mà không dùng thuốc ngủ thì bạn đã có cảm nhận được rồi. Bây giờ tôi sẽ vừa giải thích và vừa nói luôn. Đối với cái trường hợp bị mất ngủ ấy, nó có những cái trường hợp như sau. Trường hợp đầu tiên mất ngủ có thể là do bị một cái loại bệnh gì đó liên quan đến não bộ. Thì nếu mà với trường hợp mà bệnh liên quan đến não bộ thì người ta sẽ phải xử lý cái bệnh đấy trước, hoặc là mình phải cho sử dụng những một số những cái sản phẩm để mà bổ não. Thế rồi tiếp đến là gì? Mất ngủ đơn giản là bị do căng thẳng stress. Thì bạn nếu mà do căng thẳng này thì bạn sẽ cho uống stress relief là để mà giải tỏa căng thẳng đấy, cộng thêm mà bạn cho thêm cả magie nữa, mg á, magie đấy. Hai cái món này là trà ngủ. Bây giờ là trà số mấy? Hả anh em? Trà số 3. Bạn có thể search nó là trà noi, là cái bao bì cũ, hoặc là trà số 3 là bao bì mới. Nếu do căng thẳng thì bạn cho người ta dùng cái này. Rồi, nếu mà do mất cân bằng nhịp sinh học, tức là có thể là do người ta một cái giai đoạn nào đấy người ta làm bị lệch giờ đi, hoặc là người ta ngủ xong bắt đầu như kiểu là người ta ngủ không ngon giấc ý, là cái giờ đấy người ta cứ bị thức giấc nhiều thường xuyên vào cổ khung giờ, nhất là các bà mẹ mà sau hay cho con bú này, thế là hoặc là gậy để thay tã cho con, hoặc là cứ hay phải mở cửa đóng cửa rồi đấy, tức là cái giấc ngủ người ta không yên, hoặc là do ban ngày người ta bị ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm âm thanh nhiều quá, thế là làm cho cái não bộ của người ta ấy lúc nào nó cũng ở trong một cái trạng thái là nó làm việc, người ta không biết lúc cái não bộ nó không hiểu lúc nào ngủ lúc nào thức cả. Thì mình phải cho nó cân bằng bằng việc cho uống sin 2. Cho uống sin 2 cộng với sin 3 hoặc là healthy reason. Các bạn để ý một chút. Ngày xưa thì tôi sẽ cho dùng healthy trước tiên. Không có healthy thì tôi bắt đầu mới cho dùng những thứ khác.
Nhưng mà sau một thời gian mà tôi thực sự lên cái sản phẩm cho khách hàng sử dụng thì tôi phát hiện ra những trường hợp như thế này cho não nghỉ ngơi là cực kỳ quan trọng, cho nên là tôi cho dùng SYN2 để cân bằng lại. Sau đó nếu có healthy rhythm, healthy rhythm á, nó là cái nhịp điệu của trong cơ thể, giống như là rhythm này nó giống như kiểu cái bài mà rhythm of the rain á. Đó, listen to the rhythm of the falling rain. Đấy, bài đấy. Thế thì nó là cái bài hát đấy, nó là nhịp điệu dưới mưa. Thế thì cái này là nhịp điệu của cơ thể của chúng ta. Thế thì chúng ta sẽ dùng cái này, còn nếu không có cái này thì mình sẽ dùng SYN3. Ok chưa ạ? Dùng với cả magie cộng với cả trà ngủ, trà noi hoặc là trà số 3 hoặc là số 3. Đấy. Thế thì cái trà thì mình có thể uống 2 đến 4 gói một ngày cũng được nhá, cứ pha vào nước uống thôi. Rất là dễ chịu, rất là dễ chịu. À, và cái bộ ngủ này, bộ mà do căng thẳng stress nó khoảng chừng khoảng hơn 2 triệu một tí. Còn bộ mà do mất cân bằng sinh học nó khoảng chừng khoảng hơn 1 triệu. Thế còn ai mà nghèo á, thực sự là nghèo thì bạn cho dùng trà không thôi. Đấy. Còn chứ còn nếu mà bảo là gọi là trà với trà nó có hơn 100.000 hoặc là bạn cắt ra bạn cho dùng một trong những cái món này cũng được. Đó. Để cho mình biết rằng là cái người nào mà không thực sự không có điều kiện nữa nhưng mà họ quá là cần đến giấc ngủ thì bạn cũng phải đành phải hướng dẫn cho họ. Nhưng mà cái cách này thì tốt hơn này. Cái cách này là mình sẽ hướng dẫn họ để họ chia sẻ cho 4 người dùng để họ có một phần dùng miễn phí. Đấy, cái cách này là cái cách tốt hơn. Thì họ sẽ được dùng cái bộ thực sự tốt. Và bên mình thì rất là đơn giản để được cái đó. Mở cái mã số khách hàng thường xuyên thôi. Chả cần phải kinh doanh, kinh gieo gì cả. Cứ hướng dẫn dùng cho 4 người cái bộ ngủ là bạn có một bộ ngủ để dùng. Cứ tìm, tại vì là mình thấy ai mà bị mất ngủ mình không có tiền thì bây giờ mình phục vụ người ta, mình mua hàng, mình mang về, mình đóng hàng, mình ship hàng cho người ta, mình hướng dẫn người ta sử dụng, mình chăm sóc người ta. Thì bằng cái công đấy mình sẽ có được một cái bộ để mà dùng. Rồi, tiếp đến là táo bón. Nghe chừng thì có vẻ là cái này nghe thì mình thấy nó có vẻ tầm thường nhưng mà nó cực kỳ quan trọng. Đầu vào đầu ra là phải quan trọng như nhau. Đầu ra mà không ra được nhá thì mặt mũi thâm xì rồi mụn nhọt rồi bắt đầu nóng rồi khó chịu trong người, bởi vì là cái phần thô là cái phần đại tràng của mình á. Cái phần đại tràng của mình là chính là cái phần mà nó chứa đựng những cái chất thải thô. Những cái chất thải thô và cái phần đại tràng của mình chính là cái phần mà nó có tức là nó có rất nhiều những cái độc tố nó tích tụ ở đấy. Và nếu nó không ra được ấy thì nó sẽ có một cái quá trình gọi người ta gọi là thẩm thấu ngược lại. Thẩm thấu ngược lại. Và khi nó tái hấp thụ nước ngược lại, nó thẩm thấu ngược lại thì nó sẽ thẩm thấu luôn cả vào máu. Và vì thế cho nên là để lâu cái chất thải trong này vừa bị ô nhiễm cái môi trường nước mô, vừa bị ô nhiễm dòng máu. Và quan trọng hơn là nó sẽ gây ra ung thư và viêm ở đại tràng. Và những cái ung thư và viêm ở đại tràng cực kỳ khó phát hiện vì nó có những cái nếp gấp cực kỳ sâu. Đại tràng của chúng ta hình chữ U ngược. Hình chữ U ngược. Cho nên là để mà tống đẩy làm sạch ra là nó rất khó. Cho nên gần như là chúng ta không có cái cách nào để làm sạch chủ động. Nó không phải như cái cống. Mà như cái tắc bồn cầu ấy mà mình thả cái bột vào xong rồi nó hút 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 hút. Nó hút xuống xong nó tan hết ra được. Cho nên ở đây là mình có những cái sản phẩm mà độc đáo. Và đây chính là những cái sản phẩm mà làm sạch cái hệ gọi là cái hệ thống nước mô của chúng ta ấy. Thì ở đây này, táo bón thì mình dùng Defend. Shopben Defend. Chỉ có hơn 200.000 thôi. Đấy. Hoặc là Pure Life. Đó, cộng với cả nhá. Trong cái ngày đầu tiên á thì bạn cho dùng trà Tubo. Ngày đầu tiên thì dùng trà Tubo hoặc là trà tê. Một gói hoặc hai gói pha đặc vào. Pha với 200ml nước pha đặc vào uống. Thôi ai mà bị nặng á thì bạn có thể cho họ hướng dẫn họ là khoảng tuần đầu tiên họ dùng hai cái sản phẩm trà Tubo hoặc trà tê này. Sau đó họ bắt đầu uống Shopben đều đặn. Và nói thật rằng là không phải tự nhiên mà mình lại bị táo bón. Thế là nó cũng bị mất cân bằng, cho nên bạn cân bằng cho tôi cái SYN4 là cân bằng lại cái lá gan của mình. Cái lá gan nó là cái trung tâm của hệ thống tiêu hóa. Bạn cân bằng lại cái lá gan. Đồng thời là gì? Hẳn là phải có một cái gì đấy sai hỏng, cho nên là cái quá trình mà tái hấp thu nước nó mới diễn ra nó khủng khiếp thế này, gây táo bón cho chúng ta và gây những cái cơ nhu động ruột nó không co bắp đủ nên không thể đẩy ra được. Tức là bên trong cơ thể của chúng ta nó bị rệu rã thì bạn dùng Vita Germanium để trẻ hóa. Đó.
Và nếu mà được nhá, nếu mà được thì cho tôi siêu vitamin. Còn nếu mà không có siêu vitamin thì thôi không sao. Cái này là gọi là siêu vitamin này là phương án là optional, có cũng được hoặc không cũng được. Đấy, riêng siêu vitamin. Còn những cái trên thì mình phải có nhá. Đấy là táo bón. À, cái bộ công dụng sau một tuần. Rồi. Còn gì nữa không? Tôi nghĩ ra một tí. Rồi, ok. Tiếp theo, những cái bộ sản phẩm mà có công dụng sau một tuần đó là tất cả các triệu chứng viêm. Tất cả những triệu chứng viêm. Viêm này là mới viêm nhá. Anh ơi. Ơi. Có cả cái Shopen á, ví dụ ai mà đang bị sưng như kiểu mủ hay cái gì uống Shopen Bulai là phải... Đây, 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 đây. Chị nói về các triệu chứng viêm đây. Tất cả các triệu chứng viêm. Các triệu chứng viêm là sao? Ví dụ như Trang Đoàn vừa nói, cái mắt của bạn có một cái lẹo, bạn trích ra, cái miệng của bạn có một cái vết mà sưng mủ, rồi răng của bạn là đau. Răng của bạn đau cũng là một trong những cái dấu hiệu là nó có cái tổ chức nào đấy bị viêm, nên cái hạch của mình nó bị viêm. Trong người mình có một cái gì đấy bị viêm, có một cái gì đấy bị viêm. Thì tất cả các triệu chứng viêm bạn sẽ dùng cái này, Formula 4 Immunobox. Immunobox ngày 2 bịch. Rồi bạn dùng Shopben Polite. Cực kỳ tốt, uống đặc vào, uống rất đặc. Uống rất sánh ấy, uống rất sánh. Đấy, riêng Shopben của chúng ta là chúng ta phải uống mà cách bữa ăn. Tức là thông thường tôi hay uống Shopben vào bữa tối. Xin lỗi, vào buổi tối trước khi đi ngủ là tôi uống để nó chẳng việc gì cả. Còn thông thường nếu bạn uống ban ngày, bạn uống buổi sáng ấy, uống buổi sáng là tốt nhất. Nhưng khi bạn uống buổi sáng thì nó phải cách cái giờ ăn của bạn từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Vì nó là chấm thấp, là những cái chất mà thấm hút cho cái đại tràng của mình. Cho nên là nó sẽ làm cho nó thấm hút hết đi. Và khi mà bạn uống, bạn ăn rồi bạn uống những cái loại dưỡng chất khác thì nó sẽ thấm hút đi luôn. Nên là các bạn cần phải uống cách ra. Thế còn nếu những bạn bị có những triệu chứng viêm thì một ngày bạn phải uống khoảng chừng khoảng 3 lần. Sáng ngủ dậy uống 1 lần, buổi chiều uống 1 lần và buổi tối trước khi đi ngủ uống 1 lần. Cứ uống nó pha với nước ấm. Shopben là bạn phải pha với nước ấm và pha xong cái bạn phải uống ngay. Và khi bạn pha bạn phải có cảm giác là nó sánh. Nó sánh giống như kiểu là bột sắn mà mình ngoáy loãng ấy. Đó, thì mới đúng. Còn nếu mà bạn pha mà nó không có độ sánh, có nghĩa là nước của bạn không đủ độ nóng, cũng không được pha nóng quá, tại vì pha xong cái này mình phải uống liền luôn. Shopben nó phải có độ sánh, nhớ là như vậy. Mình pha mình sẽ có cái lượng, và một lần mình uống cái muỗng như là cái lượng bột như là cái muỗng cà phê thôi. Đó. Thì đấy là tất cả những triệu chứng viêm thì mình đều uống cái này. Rồi. Ok. Như vậy là mình xong những cái bộ combo sản phẩm mà có công dụng sau một tuần rồi. Bây giờ mình sẽ đi đến những cái bộ combo sản phẩm mà mình rất là có lợi thế và nó sẽ cần thời gian dài hơn, là cái thời gian 3 ngày đến 1 tuần. Thì bây giờ tôi sẽ đi. Các bạn chụp được cái này chưa? Vì tôi sẽ chuyển nhá. Tôi sẽ xóa để tôi chuyển nhá. Hết chỗ rồi. Hiểu như là... Rồi, bây giờ mình sẽ đến những cái bộ gọi là bộ sản phẩm mà hiệu quả cao của Sibri. Thế cái bộ mà có hiệu quả cao của Sibri á, đầu tiên á, là phải có thể kể đến là chương trình xương khớp. Chương trình xương khớp của mình với những cái sản phẩm của mình nó cực kỳ hiệu quả luôn đối với bất kể một đối tượng nào. Tôi lấy ví dụ với trẻ con. Cái việc mà tăng chiều cao của trẻ con á, bạn cho dùng canxi cộng với cả Fo4. Nếu trẻ con nó cần khoảng quãng chừng 700-800mg trên một ngày canxi, thì một cái viên canxi của mình nó cũng có cái lượng canxi là như vậy. Cho nên là với trẻ mà quãng chừng bắt đầu từ khoảng 6-7 tuổi trở lên là tôi đã cho dùng rồi, một ngày một viên canxi hoặc một viên Fo4, rồi dùng Vitamama Sweet. Là cái loại gọi là cái loại mà tăng sức đề kháng và tăng cái việc tiêu hóa thức ăn. Và nữa là omega 3, Vitamama, omega 3 để tăng cường cái hoạt động của trí não, hoạt động của mắt, cũng như là cái omega 3 này nó có sẽ giúp bôi trơn các cái khớp xương, đấy là của trẻ con. Và khi mà bạn cho trẻ dùng quãng chừng khoảng 6 tháng, bạn sẽ thấy rằng là cái sức khỏe của trẻ, cái hệ xương khớp của trẻ ấy, nó được cải thiện rõ ràng và chiều cao của trẻ được cải thiện rõ ràng. Đó. Nữa là đến cái thanh niên mà tập luyện thể dục thể thao
thì mình có cái món là gluco Jamin thể thao. Xong rồi có cả cái BCAA. À nhầm, xin lỗi các bạn. Mình có cả Mega Essential. Đó. Hai cái món này là cực kỳ hiệu quả trong cái chương trình xương khớp cho thanh niên. Là đơn giản là mình luyện tập thể dục thể thao. Và bạn có thể cho thêm bạn có thể cho thêm những cái món như là cái step up. Cái step up này nó ngăn ngừa cái nguy cơ mà bị suy giãn tĩnh mạch. Và mình cần phải bảo vệ mình trước khi nó bị. Chứ còn lại bị rồi bắt đầu mình mới chữa. Thế thì thuê bảo vệ đến để bảo vệ tiệm vàng để mất vàng. Đến rồi bắt đầu mình mới bảo vệ đến thì chết. Đúng không ạ? Cho nên là thanh niên luyện tập thể dục thể thao là mình nên có ba cái món này và dùng cực kỳ hiệu quả. Tôi có thể khẳng định cái glucosamine thể thao, cái loại mà 858.000 của mình ấy, nó tốt hơn bất kể một cái loại glucosamine nào của Mỹ. Và bạn có biết nó có công dụng nhanh đến một cái mức độ như thế này này, là bạn vừa mới uống xong 3-4 tiếng sau là bạn đã có cảm nhận rồi. Cho nên là glucosamine thể thao lúc nãy là tôi quên, nó phải được xếp vào những cái món mà có công dụng dưới 3 ngày. Ví dụ một cụ già chưa mà tự nhiên bị cứng xương, không thể cú xuống được, uống vài ngày là cú xuống được. Một người đang luyện tập thể dục thể thao mà đang bị đau cơ, mà dùng cái cỡ nào cũng không hết đau cơ. Đó, thì dùng cỡ nào cũng không hết đau cơ thì chỉ cần uống sau vài tiếng là bạn đã hết đau. Một người đi chơi team building, leo núi này nọ cơ khác ấy, mà bình thường không có hoạt động với cường độ cao như vậy, bây giờ hoạt động cường độ cao như vậy, hết cơ bắp của mình nó biểu tình, bạn uống khoảng chừng khoảng 2-3 viên chỉ sau khoảng 3 tiếng thôi là bạn giảm được đau đến 80%. Thế nó thư giãn cơ bắp cực kỳ nhiều luôn. Còn Mega Essential là một loại tổ hợp dưỡng chất mà nó thiên về khoáng. Nó giống như kiểu siêu vitamin, nhưng mà siêu vitamin của mình thì nhiều các loại vitamin hơn, có cả khoáng nhưng nhiều các loại vitamin hơn. Và Mega Essential thì lại thiên về khoáng chất hơn và nó có khả năng làm thư giãn cơ bắp. Cái hàm lượng cũng như là cái tỉ trọng giữa các loại khoáng ở trong Mega Essential nó quy định đặc trưng cho cơ xương khớp. Đó. Thế cho nên là đây cũng là một trong những cái chương trình mà cực kỳ hiệu quả của chúng ta. Tiếp đến là tất cả những cái chương trình gọi là bị bệnh liên quan đến cơ xương khớp. Thì khi bị bệnh liên quan đến cơ xương khớp thì có thể kể đến như là bị gút này, đúng không? Như là bị thoái hóa này, như là bị viêm ổ khớp này, rồi như là bị một số cái. Đấy, bây giờ tôi sẽ, cái này nó có rất là nhiều, cho nên là tôi đã soạn sẵn rồi. Vì đây là một trong những chương trình cực kỳ hiệu quả của chúng ta, cho nên tôi đã soạn sẵn một cái file. Tôi sẽ chiếu lên cho các bạn cái file này để tôi chỉ luôn là trong trường hợp nào mình dùng cái gì. Và cái file này là tôi đã để lên trên cái link của chúng ta. Đây. Rồi. Thực đơn xương khớp. Bạn nhìn thấy màn hình thì giơ ngón tay giúp cho tôi với. Rồi ok. Trong cái thực đơn xương khớp này, tôi luôn luôn chèn vào một cái combo cải thiện sức khỏe, tăng cường khả năng làm việc và đúng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng. Đó là siêu vitamin Neurovision Vita Germanium và Formula 4. 4 sản phẩm này. Đối với tôi chỉ bán 4 sản phẩm này thôi. Sau đó là tôi bán sang cái bộ mà chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ. Tí nữa mình sẽ nói cái bộ đấy. Nhưng mà tôi chỉ bán đúng cái bộ này thôi. Và tôi chỉ dùng đúng cái bộ này thôi. Xong tôi dùng thêm protein. Xong tôi dùng thêm một số sản phẩm chăm sóc da bên ngoài và Beauty Sen hoặc là Beauty Box. Vita Germanium cho phụ nữ. Đấy là tôi dùng thêm cho nữ. Còn lại thì cái bộ này là đúng với nam, đúng với nữ. Tất cả mọi người khi mà chúng ta muốn cải thiện sức khỏe, chúng ta muốn hỗ trợ cho cơ thể của chúng ta vừa phòng ngừa ung thư, vừa trẻ hóa và vừa khỏe mạnh, thì tôi sẽ cho sử dụng bộ này. Bất kể một tư vấn viên nào khi vào mà đang có những sản phẩm này, tôi đều tìm cách cho họ dùng. Và nếu như cái bộ này thì nó sẽ quãng chừng khoảng 4 triệu. Bởi vì Vita là tôi luôn luôn hướng dẫn là dùng 2 viên một ngày. Thế còn nếu như ai đó mà chỉ có 2 triệu, hơn 2 triệu, tôi sẽ cho kết hợp. 2 trong 4 cái này đều kết hợp được. Bạn cứ kết hợp 2 trong 4 món này, kết hợp món nào cũng được. Béo nhất bạn phải cho họ dùng ít nhất từ 2 trong 4 cái này. Thế còn hoàn hảo là bạn cho họ dùng 4 cái này.
vừa hỗ trợ cho nâng cao sức đề kháng của cơ thể, hồi phục toàn bộ cơ thể là siêu vitamin, vừa hỗ trợ cho toàn bộ hoạt động của não và mắt. Chỉ cần não của chúng ta tốt thôi là gần như tất cả những cái hoạt động khác của chúng ta tốt. Vừa hỗ trợ phòng ngừa ung thư, bởi vì Vita Germanium nó có khả năng trẻ hóa và làm giảm cái là nó làm thay đổi cái môi trường, nó nhiều oxy, nó cung cấp nhiều oxy, nhiều chất chống oxy hóa, nó làm thay đổi cái môi trường và những cái tế bào ung thư thì lại không sống được trong môi trường nhiều oxy, cho nên là nó tự động nó sẽ không còn tồn tại nữa. À, và formula 4 là cái thứ mà bẻ gãy được tất cả những cái liên kết độc tố rất là nhanh, bao gồm cả những liên kết độc tố mà có liên kết mà có dính vào ở trong nhân tế bào, ví dụ như là những cái dư lượng phóng xạ. Cho nên rằng là khi dùng bốn cái này, vừa trẻ hóa, vừa tăng cường sức khỏe và vừa phòng chống ung thư luôn, vừa phòng ngừa được tất cả những cái đột quỵ, một số những cái thứ mà nó tiềm ẩn mà mình không biết đó, nó sẽ cho hồi phục hết. Nên đây là một trong những cái bộ mà bất kể lúc nào bạn cũng cần lôi ra, và đây là một bộ luôn luôn đúng, nói như cũng như là một bộ sản phẩm quốc dân vậy đó, luôn luôn đúng. Cho nên là chúng ta muốn bán cái gì, muốn bán cái sản phẩm gì mà một là lặp lại tiêu dùng cao, hai là họ dùng một lần xong thì họ yêu bạn suốt cả cuộc đời, thì bạn bán cho họ cái bộ bốn món này. Tiếp đến, nếu ai đó mà muốn cần giảm cân để mà giảm tải cho xương khớp thì bạn cho dùng protein, bạn cho dùng yogurt pH, bạn cho dùng trà tê hoặc là trà tubo sai, à tubo là trà mới, tức là mình dùng cái bộ giảm cân giống như lúc nãy. Và tại sao mà khi mà đang bị xương khớp tôi lại không cho bộ ba thanh lọc? Tôi lại không nói đến cái việc cho bộ ba thanh lọc và cho formula, bởi vì cái đấy khi nó vào nó sẽ gây là đào thải độc tố, và khi đào thải độc tố ngay á, thì nó sẽ làm đau. Nó sẽ làm đau bởi vì là những người này, những người bị bệnh mãn tính, đối với những người bị bệnh mãn tính không bao giờ được cho họ sử dụng ngay cái bộ thanh lọc mạnh, là đặc biệt là sản phẩm bộ ba thanh lọc. Tại vì làm sao? Tại vì là đào thải độc tố nó giống như mình sửa chữa nhà cửa ấy. Ai mà đi trên cái con đường Trường Chinh và Đại La rồi Minh Khai là bạn sẽ thấy, trước khi mà nó đẹp như đường Trường Chinh, nó đẹp như cái đoạn đường Trường Chinh thì nó phải vô cùng khủng khiếp như là cái đoạn đường Minh Khai, và nhà tôi thì lại ở cái đường Minh Khai đấy. Đó, cho nên mỗi lần mà tôi về Hà Nội, tôi về nhà tôi là tôi cảm thấy là trời ơi, y chang như trong người mình đang đào thải độc tố vậy đó. Nó cũng tùm lum tè le tét lét hết như vậy, bụi khói bốc lên rồi bắt đầu hôi hám rồi bẩn thỉu, và bạn sẽ rất là khó chịu. Cho nên là trước tiên là nếu mà đơn giản chỉ giảm cân để giảm tải xương khớp, để bạn cho dùng những thứ này và thay đổi chế độ ăn, chứ đừng có cho họ dùng cái bộ thanh lọc làm gì nhá. Rồi giãn tĩnh mạch thì mình sẽ cho dùng cái Gohan. Gohan có là bạn bổ sung ngay, bây giờ mình đang có step box, và cho dùng Vita Germanium. Giãn tĩnh mạch á, là nó xảy ra khi mà như thế này này, khi mà chúng ta là như kiểu là trong cái máu của mình á, là nó sẽ tĩnh mạch, nó sẽ hút ngược máu từ các cơ quan trở về tim. Nhưng mà do một cái lý do là đấy, cái van nó bị viêm và nó bị hỏng nó, cho nên là máu nó không hút về được. Và khi máu không hút về được thì máu nó bị tụ ở đấy và nó gây giãn cái tĩnh mạch ra. Đứng càng nhiều thì nó càng đau. Đó, và cái chính bởi vì là cái máu mà từ tĩnh mạch hút về là cái máu bẩn, trong đấy có rất nhiều chất thải và cần phải được đưa về tim để lọc, và rất nhiều CO2, rất nhiều chất thải cặn bã. Khi nó không về được, nó ở lại tĩnh mạch, nó lại càng gây viêm. Cho nên chúng ta phải cho cái giãn tĩnh mạch này thì mình cho Vita Germanium, Step Box và Gohan. Nếu bạn cho người ta dùng ba cái loại này rồi mà vẫn chưa đỡ thì bạn lúc đấy phải cho thêm cái tổ hợp mà bị viêm ấy, tổ hợp mà gây viêm á, là xử lý trong tất cả những trường hợp bị viêm. Ban đầu tiên thì cần cho ba món này thôi. Ban đầu tiên thì cho ba món này. Nếu đã dùng ba món này rồi mà không đỡ, có nghĩa là những cái tổ chức viêm, những cái mô bị viêm nó đang rất là nặng, thì buộc lòng bạn phải cho dùng thêm Immunobox, dùng thêm Formula 4 và dùng thêm Shop E. Đó, các bạn ghi chú cái chỗ này vào. Những người bị bệnh gút. Chị Na ơi, ví dụ như là giãn tĩnh mạch mà chưa có hàng á, cho dùng Sinba được không chị Na? Giãn tĩnh mạch bây giờ Gohan không có, nhưng có Step Back và có Vita Germanium mà. Ý là vẫn cho cho dùng Sinba được, cho dùng Sinba được, bởi vì Sinba nó sẽ giúp cái quả tim nó hút về nhiều hơn, tốt, dùng Sinba tốt. Nhưng mà lúc này nếu mà bị thiếu, ví dụ thiếu Step Back, thiếu Gohan thì mình sẽ cho dùng Sinba, Vita Germanium và cái tổ hợp mà chống viêm ấy, là Immunobox, là For 4 và là Softband nhá. Đó, các bạn cũng lưu ý chỗ này, tức là mình không có cái này mình sẽ chuyển sang dùng cái kia ngay, nó đều có hiệu quả hết. Bây giờ hỗ trợ bị bệnh gút. Bị bệnh gút là một cái bệnh mà nó rất là khó chữa và nó phải thay đổi chế độ ăn. Thì ở đây tôi có cái chế độ ăn dành cho những người bị bệnh gút. Khi các bạn mà đưa sản phẩm cho họ, trước khi các bạn bán cho họ, nhớ này, đối với tất cả những cái bệnh mãn tính thì nó phải thay đổi chế độ sinh hoạt và ăn uống, không thể khác được. Cái sản phẩm của chúng ta là sản phẩm làm tăng cái chất thải đầu ra và hỗ trợ cái dinh dưỡng đầu vào. Cho nên rằng việc của chúng ta không có thể nào mà chúng ta lại có mỗi mình sản phẩm này mà
mà được đâu, mà người ta vẫn bia rượu rồi vẫn thịt những cái loại thịt đỏ và là rất là khó. Thế đầu tiên bạn sẽ phải cho dùng Shop Ben Joy Comfort, là một cái thứ mà làm sạch cái nước mô ở và cái không gian ở những cái ổ khớp. Chưa có thì bạn bổ sung sau, có thì bạn cho dùng luôn. Bạn cho dùng Step Box. Riêng bị gút thì phải cho dùng luôn bộ ba thanh lọc và formula. Và nó sẽ làm cho người ta có 3 ngày đau khủng khiếp. Sau khi dùng khoảng chừng 1-2 tuần, nó sẽ bắt đầu chuyển hóa những cái acid uric ra khỏi ổ khớp và nó đau khủng khiếp. Và có 3 ngày rất đau như vậy, đau mà người ta có thể là cảm thấy là cần phải đi bệnh viện. Nếu đau quá thì vào cứ gặp bác sĩ khám xong bác sĩ sẽ cho xét nghiệm. Xét nghiệm thì bạn sẽ thấy là cái cơn đau thì như cơn đau gút cấp. Thế nhưng mà xét tỷ lệ acid uric thì có thể là nồng độ nó không cao lắm đâu. Tại vì là mình đang dùng sản phẩm cho nên nó sẽ gây đào thải và nó gây chuyển hóa những cái tinh thể muối nó bắt đầu được làm mòn và bắt đầu chuyển hóa ra thì bạn bắt đầu cảm thấy là nó đau thôi. Đó. Và ngoài ra có hai món là trà khớp và gel khớp là bổ trợ thêm. Trà Nomo và bây giờ gọi là trà số mấy đấy, lúc nãy cậu ghi đấy. Số 7. Số 7 rồi. Hỗ trợ người bị đau khớp, đau lưng, đau thôi chứ không phải là bị gút, thì cũng Joy Comfort, cũng Step Up, glucosamine và chorotin. Cái này là của tôi đang muốn các bạn dùng là dùng của cái của thể thao ấy, mà không có glucosamine thể thao thì mình sẽ dùng tổng thường. Xin 6 là cân bằng lại trong hoạt động của các khớp. Và cũng dùng hai món trà khớp và gel khớp để bổ trợ thêm. Thoái hóa khớp. Thoái hóa là một việc khác hẳn so với cả đau. Thoái hóa là gì? Là những cái mô đấy nó bị già. Việc của mình là bổ sung cho nó trẻ lại. Thì bạn bổ sung canxi, bạn bổ sung xin 6, vita germanium và cái tri mega vital dòng carotin hoặc là lycopene để cho nó hỗ trợ nó trẻ hóa. Ok chưa? Viêm tắc tĩnh mạch là bạn thấy không? Là những cái tổ chức triệu chứng viêm đấy. Thì mình sẽ dùng đúng cái combo hỗ trợ viêm là Immunobox Formula 4 và Shop Ben. Đó, đây là chương trình xương khớp của mình. Và cái chương trình xương khớp này sẽ được gửi lại cho các bạn. Và tôi cũng có up lên trên cái Google Drive rồi. Thế nhưng mà tôi sẽ gửi thêm cho các bạn để các bạn biết đây là một trong những chương trình mà cực kỳ hiệu quả sản phẩm của chúng ta, và đây là một trong những cái nhu cầu mà cực kỳ lớn ở trên thị trường. Họ dùng á, là nó sẽ có cái cảm nhận, và nếu như những người già dùng nhá thì quãng chừng là họ sẽ cảm thấy nó hơi bứt rứt ở trong cái khớp của mình á, quãng chừng khoảng tháng, 2 tháng, và phải chấp nhận thôi. Không còn một cái cách nào khác, phải chấp nhận. Tại vì nó đang chuyển hóa và nó đang cho hồi phục, thì nó giống như là có một cái giai đoạn mà nó phải đập phá, giống như cái đường mà đường Minh Khai ở ngoài Hà Nội ấy, y chang như vậy. Rồi, cái chương trình tiếp theo, một cái chương trình cũng cực kỳ hiệu quả khác đó mà rất nhiều người quan tâm, đó là chương trình trị nám và làm đẹp da cho phụ nữ. Rồi, bây giờ mình sẽ phải tăng tốc lên một xíu. Cái chương trình số 2 là toàn bộ những cái chương trình liên quan đến làm đẹp cho phụ nữ, trị nám. Làm đẹp cho phụ nữ. Rồi trị nám này. Rồi thâm này. Trị thâm là thâm mặt đấy nha, chứ không phải là thâm những cái chỗ khác nha. Trị thâm ở da này. Bắt đầu xóa nhăn này. Xong bắt đầu thu hẹp lỗ chân lông này. Xong bắt đầu là như kiểu trẻ hóa này. Đấy. Rồi bắt đầu tăng size vòng 1 này. Đó, nó có những cái này. Những cái này là những cái thứ mà rất là nhiều phụ nữ quan tâm. Và cho cái bộ này này thì tôi đã làm ra một bộ rồi. Bây giờ tôi sẽ mở cái đấy để cho các bạn. Đầu tiên tôi sẽ nói về cái nguyên lý một tí nhá. Da của mình bị lão hóa, bị nám là nặng nhất. Nếu mà chỉ là trẻ hóa da thì bạn dùng khoảng chừng sau 1-2 tuần là bạn bắt đầu cảm nhận được, bắt đầu thay đổi. Sau 2 tháng là da của bạn đã có cái sự cải thiện vô cùng rõ ràng rồi. Đấy là nếu mà bạn dùng cái bộ này cho cái trường hợp trẻ hóa. Nhưng nếu bị nám thì nó sẽ phức tạp hơn. Và nếu bị nám nhẹ thì bạn phải dùng ít nhất 6 tháng. Nám nặng thì bạn phải dùng 1 năm. Và bạn đừng bao giờ bán cho ai mà người ta bảo rằng là ui dồi ôi, 6 tháng thì thôi. Tại vì nám là một trong những cái thứ mà tôi nói thật với các bạn, như Sebri mà không hỗ trợ điều trị khỏi được hết, chả có một cái anh nào có thể làm được cả. Bởi vì nó phải hỗ trợ kết hợp cả từ ngoài và trong. Mà thông thường các hãng là nó chỉ cho ngoài thôi chứ không cho dạng bên trong. Còn của mình là gì? Là của mình rất mạnh về thanh lọc, đào thải độc tố, cho nên nó loại bỏ được hết tất cả những cái thứ mà gây ảnh hưởng đến tế bào. Vậy bây giờ tại sao lại người ta lại bị nám nhá? Bị nám là vì thế này. Cái mấu chốt là cái hắc sắc tố trên mặt của mình ấy, nó là một trong những cái thứ mà giúp cho da của mình chống lại nguy cơ ung thư.
từ cái tia tử ngoại. Cho nên bạn để ý là những người mà ở sống ở gần xích đạo và ra nắng thường xuyên thì cái da của họ đen hơn. Các có bao giờ các bạn lại thắc mắc tại sao những người ở gần xích đạo hoặc ra nắng nhiều và nó đen không? Hay là mình tự nhiên mình đồng ý luôn là à nó đen. Đúng không? Tại sao da nắng nhiều không trắng mà da nắng lại đen? Đấy. Thế thì nó đen là bởi vì như thế này. À, tí mình xử lý luôn cái phần mụn nhá. Tí mình xử lý luôn cái phần mụn, tức là trong cái phần này mình sẽ nói hết luôn tất cả các phần. Nám trước đi. Thế thì lúc mà cái hắc sắc tố nó được tạo ra là giúp cơ thể của mình chống lại cái nguy cơ ung thư. Cho nên rằng nếu như mà cái bạn mà hay da nắng thì đương nhiên nó sẽ đen, không thể nào nó trắng được. Nhưng mà những cái chấm chấm mà đen nhòm như là nám ở trên mặt mình ấy, nó là như thế này. Cái da của bạn nó bị lão hóa, những cái tế bào của mình nó bị lão hóa, cho nên là nó phản ứng hơi bị quá đà với cái tác động từ bên ngoài vào. Vốn dĩ nó là một cái cơ chế phòng vệ, bảo vệ, thế nhưng mà bây giờ là bị yếu rồi, cho nên bị phản ứng quá đà, mình phải cung cấp những cái dưỡng chất vào. Thông thường là mình bị thiếu, phụ nữ mình thiếu rất nhiều là canxi và sắt, đặc biệt là canxi thiếu rất nhiều và gây ra cực kỳ nhiều những cái bệnh. Nó liên quan đến quá trình sinh nở của chúng ta, và trong quá trình sinh nở tạo ra em bé thì mình phải tiêu hao một lượng cực kỳ lớn những cái khoáng chất, đặc biệt là canxi để hình thành xương. Rồi sau rồi nó sẽ gây cả rụng tóc này nọ cái khác, nên là bạn dùng cái bộ này là gọi là sức khỏe của phụ nữ, làm cho phụ nữ đẹp hơn là nó là cái bộ này. Thế rồi bạn sẽ phải loại đi tất cả những cái tác nhân mà đang người ta gọi là những cái gốc tự do, những cái chất cặn, chất thải nó đều làm sản sinh ra rất nhiều gốc tự do, và gốc tự do đấy nó đi cướp những cái điện tích của tế bào, và nó đi đến đâu thì nó làm cái mô đấy bị tổn thương, khô héo đến đấy, như là lan, bị lan truyền bởi virus ấy, nó như là như thế, như chất chất độc ấy. Cho nên việc của chúng ta là gì, phải bổ sung những cái khoáng vào, bổ sung những chất chống oxy hóa vào để cho nó cân bằng lại. Nó chỉ cần có điện tích nó cân bằng lại là nó không đi phá hoại nữa, có thế thôi. Và đồng thời vừa thải ra và vừa bổ sung vào đó, và mình cân bằng lại cái hoạt động sinh hoạt vợ chồng chẳng hạn, thì cái đấy nó sẽ làm cho mình được cân bằng cả về mặt tâm lý nữa, thì nó sẽ đẹp. Chứ còn nhá, có dùng sản phẩm gọi là tiên đơn thảo dược đi chăng nữa, mà cái tinh thần của bạn, tâm lý của bạn là tiêu cực, cả ngày lo âu với cả buồn bã với cả tức giận với cả ngày ủ mưu để hãm hại người khác thì không bao giờ đẹp được. Với những người như thế nói luôn, bọn em không phục vụ được. Cho nó gọn. Chứ bây giờ mình, người ta mà phải đầy sự tin tưởng, người ta dễ thương thì người ta dùng cái gì nó cũng nhanh có kết quả cả. Tại vì căn bản nó là gì, mình không hiểu là cái việc mà thân bệnh sinh ra ấy, đến 80% là đến từ tâm bệnh. Cho nên mình mà thay đổi được cái thói quen đấy nó còn tốt hơn gấp 1 tỷ lần. Còn cái này là mình hỗ trợ cái phần thân, hỗ trợ cái phần huyết. Đó, cho nên rằng là nó nên là bạn để ý xem là có một số những cái gọi là những cái bậc thầy mà giác tác ngộ ấy, họ rất là đẹp, mặc dù họ cũng chả cần phải ăn uống cái gì gọi là cao xa cả, nhưng mà đa phần chúng ta là người trần tục, cho nên là chúng ta hỗ trợ được phần nào thì hay phần đó, đúng không nào? Thế thì cái bộ mà da thì mình sẽ dùng như thế này, bao gồm cả tăng sai vòng 1 luôn nha. Mình sẽ dùng như thế này. Chăm sóc da, trẻ hóa và trị nám. Đầu tiên, bạn bên ngoài bạn sẽ phải dùng cái serum, tức là cái huyết thanh thông minh. Cái này á, nó có những cái phân tử hyaluronic, và cái này nó sẽ giúp cho bạn có thể làm đầy cái da của bạn, cho nên là nó làm căng cái da của mình, và nó vào bên trong nó phồng lên, nó mới làm căng. Đây, bạn dùng cái này. Bây giờ cái giá tiền của nó hơi khác rồi, cho nên là tôi sẽ phải chỉnh lại cái file này trước khi mà chuyển lại update cho các bạn. Kem kim cương bây giờ đang về, bạn dùng cái này. Hai cái này là bạn bôi bên ngoài, và chú ý là bạn cần phải bổ sung các món làm sạch này. Các món làm sạch là các món cực kỳ quan trọng, như da mặt của tôi mà sai trong khâu làm sạch một cái là 3-4 ngày sau là trả giá liền, lên mụn liền luôn. Thế thì đặc biệt là đầu tiên tôi sẽ nói đến làm sạch. Hai cái món này là mọi cái trường hợp về da, bao gồm cả mụn, bao gồm cả đồi mồi, bao gồm cả nám, bao gồm cả lỗ chân lông to, bạn đều có thể sử dụng. Khi bạn không có đủ điều kiện tiền để dùng cái bộ này thì bạn sẽ dùng sang cái bộ mà màu hồng của mình, màu hồng màu đỏ của mình á, là có 375.000 cho một lọ thôi á. Đấy, bạn dùng hai cái món đấy. Còn nếu bạn có điều kiện thì bạn dùng hai món này. Nếu mà cái kem lùn kim cương này hết thì bạn thay bằng kem ngày kem đêm. Cá nhân tôi nhá, thì tôi rất là thích cái kem ngày kem đêm, bởi vì là cái bảo quản của nó rất là hay. Cái ngày kem đêm là vặn, nó dạng vặn đây, nó dạng vặn như thế này, như cái tay tôi đang cầm á, thì nó bảo quản tốt hơn là cái kem lùn.
Nhưng cái kem lùn thì nó có độ ẩm nhiều hơn. Đó. Đấy, các bạn phân biệt một tí như thế. À, và nó tương đương nhau, công dụng thì nó tương đương nhau. Thì nên bổ sung các món làm sạch. Nếu mà bạn chỉ làm sạch cho cái việc là trị nám thôi, da bạn là ngoài nám ra không có những cái triệu chứng gì khác á, thì bạn mua nước micen về để làm sạch sâu. Bạn cho tôi một cái mặt nạ tái tạo. Bạn cho tôi một cái tẩy tế bào chết để tăng cường thay thế cái lớp sừng hóa bên ngoài. Và đặc biệt bạn muốn đẹp là bạn phải có cái tẩy trang. Hiện tại mình đang có cái chai dầu rửa mặt. Bạn mua cái chai dầu rửa mặt của mình. Và khi bạn rửa cái dầu rửa mặt thì bạn phải nhớ rằng là đây là chị Mai, chị hướng dẫn tôi rửa dầu rửa mặt nhé. Hoặc là cái dầu tẩy trang ở bên ngoài thị trường. Thì bạn cho một ít lên tay, tay phải khô, không có được có nước, da ẩm nhưng mà không có nước. Sau đó thì bạn massage trên mặt khoảng 1 phút. Rồi bạn lại lấy một vài cái giọt nước, bạn cho vào tay, bạn xoa đều trên tay trước. Bạn lại cho lên mặt để massage. Bạn lấy 3 lần nước như vậy. Bạn massage 3 lần như vậy và trên mặt của bạn nó tạo thành một cái lớp như kiểu trắng trắng, kiểu trắng đục ấy. Lúc đấy bạn mới được rửa mặt đi. Hoặc là bạn lấy bông tẩy trang, bạn lau đi rồi bạn rửa mặt. Không thì bạn có thể rửa trực tiếp luôn. Và sau cái bước tẩy trang đó, bắt đầu mới đến cái bước rửa mặt bằng sữa rửa mặt. Ok chưa? Rửa mặt bằng sữa rửa mặt xong bạn mới dùng đến cái nước micen làm sạch sâu để làm sạch. Nếu mà ngày nào bạn dùng nước micen làm sạch sâu, bạn không cần phải dùng thêm toner nữa. Còn cái buổi nào bạn không dùng micen làm sạch sâu thì rửa mặt buổi sáng xong bạn cứ dùng toner như bình thường. Đấy là cái bước rửa mặt của những cái để muốn làm đẹp da, bao gồm cả da mụn. Và nếu mà da mụn thì bạn thêm cho tôi một cái mặt nạ là mặt nạ kiềm dầu và mặt nạ làm sạch sâu. Như da của tôi là rất hay có những cái mụn li ti, cho nên lúc nào tôi cũng phải có những cái loại mặt nạ đấy ở trong nhà hết ạ. Và nó sạch một cách cực kỳ dễ chịu luôn. Đó, và hãy tin ở cái cấp độ trải nghiệm. Đấy là đối với cả cái da mà bị mụn nhá. Tại vì các bạn không làm sạch đúng cách bên ngoài cho nên cứ lên mụn hoài. Và tôi là một trường hợp như thế, trước đây tôi dùng như phá. Thế là cái ai mà thấy cái mặt mụn của tôi có mà hết hồn, nhưng bây giờ không còn nữa. Đấy là bên ngoài. Rồi, bên trong, chăm sóc da dạng uống từ bên trong. Nếu muốn da đẹp, kể cả mụn này, kể cả là lão hóa này, kể cả bị nám, bạn đều phải uống cái bộ này. Bộ ba thanh lọc Formula 4 và Sorbent. Đây là một bộ thanh lọc đầy đủ và là một trong những chương trình cực kỳ hiệu quả của chúng ta. Cực kỳ hiệu quả nhá. Thế mà đối với người khỏe thì mình có thể cho thanh lọc ngay. Đối với người bị bệnh mãn tính á, thì tôi nói rồi, bộ ba thanh lọc không được dùng ngay. Bạn phải cho dùng những món này trước, nhưng mà riêng bộ ba thanh lọc 2 tháng sau mới được cho dùng. Ok chưa? Và Formula 4 này, Sorbent này này, thì cái này nó sẽ giúp đào thải hết tất cả những cái chất cặn ra, bao gồm cả những cái thứ mà cặn bã mà gây mụn nhỏ. À, bạn đều uống cái bộ này. Nếu mà bạn bị mụn thì bạn sẽ uống thêm một sản phẩm nữa là Selen. Bạn uống thêm một sản phẩm nữa là Selen. Các bạn nhớ nhá, nó là một loại khoáng để mà giúp chúng ta đào thải độc tố mạnh hơn là Selen. Tức là khi không bị mụn thì bạn chỉ cần 3 cái món này đào thải độc tố là ngon rồi. Thế còn nếu mà bị mụn á thì thêm một món đào thải độc tố mạnh hơn nữa là Selen. À, và Sin 4. Selen và Sin 4, Sintro Vital 4, hai món này đều là hai món để mà đào thải độc tố. Coi như cái combo đào thải độc tố của cái người bị mụn là 5 món chứ không phải là 3. Còn những cái tình trạng khác về da, bạn chỉ cần 3 món này thôi là được rồi. Tiếp đến. Bên trong, bạn bắt đầu uống cái bộ sản phẩm mà cân bằng lại nội tiết tố nữ, nội tiết tố và trẻ hóa. Đó là Vita Germanium, Trimega Vital, hai loại carotin và caroten và lycopene. Hai cái loại mà ba cái loại này cực kỳ hiệu quả trường hợp trẻ hóa, trường hợp bị nám, trường hợp chống nhăn. Ok chưa? Rồi Chronolong. Nếu mà bạn trên 30 tuổi thì bạn mới dùng Chronolong, còn bạn dưới 30 thì bạn không dùng. Bản thân tôi dùng đúng một lần xong tôi không dùng Chronolong. Tại vì Chronolong nó là nội tiết tố. Nó hỗ trợ sản sinh ra estrogen tự nhiên cho mình. Thế cho nên rằng tôi thấy là bây giờ mà dù tôi 36 tuổi rồi nhưng mà tôi không có nhu cầu cần dùng cái này, tôi không dùng. Đó. Còn tất cả các bạn nào mà có điều kiện về mà bạn đang là điều trị mà gọi là trẻ hóa hoặc là trị nám thì bạn cho tôi thêm một cái gì nhỉ? Siêu vitamin hoặc là beauty sen. Đấy, thế còn những bạn mà trị mụn thì trị mụn mà mình không có điều kiện á để mình dùng những cái trẻ hóa này này là không có điều kiện để dùng cái Vita Germanium này, Trimega rồi Chronolong thì bạn dùng đúng cho tôi một món thôi là Beauty Box nha. Dùng đúng cho tôi một món thôi là Beauty Box. Không cần phải dùng bốn món này nữa. Bốn món này nó thiên về trẻ hóa hơn. Bạn dùng cái bộ làm sạch kia và bạn thanh lọc là bạn đã dùng 5 món rồi, bạn dùng thêm một cái món là Beauty Box. Và tất cả mọi trường hợp đều uống thêm canxi.
phụ nữ là phải uống thêm canxi. Đó, đấy là cái trường hợp về đẹp da, liên quan tất cả những cái liên quan đến da. Bạn nào mà bị mụn nhá, thì tôi vừa nói là bạn không cần phải uống những cái món thuộc về trẻ hóa như là Vita, rồi Chimega Metal, rồi Chronolong. Bạn chỉ cần uống Beauty Box là được rồi. Và uống 5 cái món thanh lọc. Và bên ngoài ra, các bạn phải sắm bằng được một chai dầu balm sạc. Riêng những bạn bị mụn. Thì khi mà những cái vết mụn của bạn mà nó tấy lên, bạn có thể chấm vào đấy, một ngày chấm 7-8 lần. Và sau khi nặn mụn xong thì cũng chấm 7-8 lần. Đó. Đấy là những trường hợp mà liên quan đến da. Rồi, liên quan đến da xong rồi. Ok. Xong rồi, bây giờ mình đấy là liên quan đến da. Rồi tăng size vòng 1. Tăng size vòng 1 bạn cũng uống y chang như vậy. Kết hợp với cả một số món ăn. Tôi sẽ đẩy cái thực đơn ăn uống lên trong cái Google Drive luôn để các bạn. Khi các bạn uống cái bộ này kết hợp với cái món ăn và massage và bạn sinh hoạt đều đặn ấy, thì nó sẽ size vòng 1 của bạn nó sẽ tăng lên. Hình dung không ạ? Đó, còn sản phẩm là như vậy. Massage là bạn massage bằng vòi hoa sen, một ngày bạn massage 2 lần sáng chiều. Tức là cái loại cái kích thích mà nó có cái như kiểu massage, nó sẽ làm cho cái prolactin nó tăng ra nhanh hơn, và như vậy thì nó sẽ có cái cơ hội là mình tăng size được vòng 1. Còn những cái món kia nó sẽ làm cho bạn tăng cái sản sinh estrogen, đặc biệt là cái quá trình mà sinh hoạt vợ chồng. À, thì đấy là những cái thứ liên quan đến làm đẹp cho phụ nữ. Rồi. À, có một cái bộ mà rất nhiều người thích, đó là cơ thể của nam và nữ ấy, làm sạch để mà sinh con, đúng không? Có ai quan tâm đến cái bộ này không? Phải giơ ngón tay cái. Nhiều người thích cái bộ này lắm, vì Việt Nam mình đang trong độ tuổi sinh nở. Thế cái bộ này thì nó nhanh, cho nên là tôi nói luôn. Đấy nhá, cái một cái chương trình xương khớp này là nó có file này, liên quan cho phụ nữ là nó có file này. Xong cái số 3 ấy là chuẩn bị để sinh con. Chuẩn bị để sinh con, hoặc là những chương trình mà người ta nói rằng là nam mà bị yếu sinh lý rồi này nọ kia khác ấy, hoặc là tinh trùng bị thế này thế kia nên không sinh được con, hoặc là phụ nữ thì bây giờ mình phải chuẩn bị cho nam. Nam thì cho uống là Neurovision hoặc là Sin 2 cộng với cả Vita Germanium để cho nó trẻ hóa những cái cơ quan mà sản sinh ra tinh trùng ạ. Rồi cho uống thêm For 4, cho uống thêm Pulsebox, cho uống thêm Softband. Các anh nam thì các anh ấy rất là lười, cho nên rằng là Softband thì mình chỉ cần cho anh ấy uống một lần vào tối trước khi đi ngủ là được rồi. Kẽm. À, mình uống như thế. Rồi, nữ. Nếu mà thực sự nhá, mà được ấy, mà các anh ấy đồng ý uống trong vòng 6 tháng á, thì các bạn cho uống thêm bộ 3 thanh lọc. Cực kỳ tốt. Tại vì nó sẽ giúp làm thanh lọc toàn diện cái cơ thể của mình, cực kỳ tốt luôn. Còn nữ thì bởi vì cái tử cung của mình nó có tên gọi là tử cung, tử là con, cung là một cái cung điện. Nếu mà mình muốn đẻ ra hoàng tử công chúa thì cái cung nhà thì nó phải xứng đáng là nhà của hoàng tử công chúa, đúng không ạ? Thế thì em bé mới khỏe mạnh được, vì em bé sẽ nằm ở đấy tận 9 tháng cơ mà, đúng không? Thế cho nên là nữ buộc lòng mình phải dùng đến bộ 3 thanh lọc cộng với cả For 4 cộng với cả Softband để làm sạch. Nói chung là nó muốn đẻ con, cả cuộc đời đứa trẻ phụ thuộc rất nhiều vào cái quá trình hình thành là thai nhi, cho nên là các bạn cần phải sử dụng thôi, không còn cách nào nữa cả. Lúc ấy nó lên mụn, nó lên cái gì thì các bạn cũng phải cho nó sử dụng ra, và hãy chuẩn bị trước 6 tháng là tốt nhất. Sau đó rồi bắt đầu bạn dùng thêm là Beauty Box, dùng thêm siêu vitamin cộng thêm với cả Vita Germanium, dùng 2 viên trên ngày, dùng thêm canxi sắt, hoặc bạn có thể thay hỗn hợp canxi sắt bằng Mama Box. Thôi được rồi, tôi bỏ bớt cho các bạn đi cây Beauty Box đi, không có nhiều quá, nhìn hết hồn. Đó, canxi sắt hoặc là thêm Mama Box đấy, dùng như thế. Đừng có nghĩ rằng là ôi nó nhiều quá hay là nó ít quá. Túm lại là nó vừa làm sạch, ba cái món này để làm sạch,
Còn tới cái món siêu vitamin đổ về sau này là bổ sung dưỡng chất và trẻ hóa chuẩn bị sẵn cho cơ thể của chúng ta thật là đủ đầy đủ dưỡng chất để trong quá trình nuôi dưỡng thai nhi. Đấy là chuẩn bị sinh con. Cái bộ tiếp theo á, là cái bộ mà rất được ưa chuộng của chúng ta là bộ thanh lọc. Mình không thể nào không nói đến. Bộ thanh lọc của chúng ta có 3 cấp độ thanh lọc. Thanh lọc phần thô, thanh lọc phần nước mô, tức là cái môi trường, và thanh lọc cả các cái tế bào, các cái hệ cơ quan của chúng ta. Thì chúng ta mà có thanh lọc của phần thô là mình có các loại trà. Đấy, trà thanh lọc phần thô. Bạn muốn tập trung thanh lọc phần nào bạn dùng trà tương ứng. Ví dụ như trà hô hấp, thanh lọc hệ hô hấp. Trà gan, thanh lọc cho gan. Trà gan thận mật là thanh lọc cho thận và mật. Rồi trà tê hoặc là tubo là thanh lọc cho đường ruột. Và cái này là cho đường ruột, đúng không ạ? Đấy, bạn muốn thanh lọc cái nào là bạn phải cho dùng cái đó. Rồi, tiếp đến. Con tiếp đến là cái cấp độ tiếp theo là bạn phải dùng soft band. Soft band thì bạn có thể dùng soft band defense. Soft band defense hoặc là soft band pureline đều được. Nó sẽ giúp làm sạch cái hệ thống nước mô, nó làm giúp làm sạch cái môi trường bên trong cơ thể của chúng ta, nó làm giúp cái nhà ở của các cái tế bào miễn dịch, các cái bạch cầu. Đó, nó làm sạch của các cái hạch bạch huyết. Rồi mình có là formula 4. Formula 4 này thì mình uống một ngày 4 viên để nó làm sạch ở bên trong nhân tế bào và những cái thứ mà bám ở bên trong nhân tế bào. Rồi có bộ ba thanh lọc. Bộ ba thanh lọc này là làm sạch, có cái công thức 1. Có cái công thức 1 là màu vàng ấy thì nó sẽ làm sạch cái môi trường bên trong nhân tế bào. Nó có công thức hạ xin lỗi, bên trong tế bào chất. Công thức 2 là uống buổi tối ấy, là màu xanh dương ấy, là thanh lọc ở cái môi trường khoảng không gian giữa các tế bào. Và cái số 3 là màu xanh lá, nó là cung cấp những cái chất chống viêm cho tế bào. Đó. Thế còn đây là những cái sản phẩm mà thuộc bộ cơ bản. Và một người mà cần thanh lọc nâng cao hơn thì bạn cho dùng thêm sin 4 là thanh lọc cho gan. Bởi vì gan của chúng ta là một trong những cái cơ quan quan trọng bậc nhất trong cái việc mà là tạo ra những cái chuỗi enzyme trong các cái tổ hợp mà đào thải độc tố và phân hủy độc tố. Thì cái này, thông thường cái dòng sin này thì uống nhân 2 lần lên so với cả cái hướng dẫn trên bao bì là tốt nhất. Trên bao bì họ hướng dẫn là sáng 1 viên, tối 1 viên, nhưng mà khi tôi dùng và rất nhiều tư vấn viên khác dùng thì chúng tôi uống double lên, tức là uống sáng 2 viên, chiều 2 viên thì nó nhanh hơn. Đó, nhân 2 lượng. Thế và thanh lọc sâu hơn nữa thì mình sẽ cho dùng selen. Selen là một loại khoáng chất mà cực kỳ quan trọng, và một năm bạn nên dùng selen. Ví dụ như là cứ một quý bạn dùng một lần dùng một tháng. Thời gian thanh lọc của chúng ta, bước đầu trong cái lần đầu tiên thanh lọc, nếu người khỏe mạnh thì bạn uống 6 tháng. Tại vì là Việt Nam, cái môi trường chúng ta nó rất là bẩn ở mọi phương diện. Cả thức ăn, cả môi trường sống, cả đất, cả không khí hít thở, cái gì cũng bẩn hết. Nó bẩn hơn so với cả cái tiêu chuẩn trung bình trên toàn thế giới. Cho nên bạn sẽ phải dùng quãng chừng khoảng 6 tháng. Thế còn nếu mà bạn bị bệnh mãn tính thì bạn phải xác định là, ví dụ như tôi là cơ địa dị ứng thì tôi uống cả năm nay rồi, bây giờ tôi vẫn uống. Đó. Thế còn sau khi mà bạn đã thanh lọc được xong xuôi rồi á, bị bệnh mãn tính thì các bạn cứ xác định là bạn uống khoảng chừng 1 năm rưỡi, 2 năm gì đi. Thế còn sau khi mà lúc đấy có thể bạn sẽ không cần phải uống sin 4 và selen nhiều nữa. Và sau khi bạn đã thanh lọc được xong rồi, nó đã sạch sẽ xong xuôi rồi á, thì bạn đưa về ba cái món soft band formula 4 và bộ ba thanh lọc, gọi là ba cái món cơ bản nhất, quan trọng nhất và cần thiết nhất. Và rồi á, sau này thì người khỏe mạnh thì cứ ví dụ một quý bạn thanh lọc một tháng. Còn cái người bị bệnh mãn tính á, thì bạn cứ duy trì bạn uống là tốt nhất. Không thì ít nhất bạn cũng phải duy trì được cái formula 4 và soft band. Đó. Đấy là bộ thanh lọc của chúng ta, là một trong những cái bộ mà cực kỳ công dụng, cực kỳ cao và giá cực kỳ rẻ. Rồi. Đến năm là những cái bộ mà tiểu đường. Tiểu đường là một trong những cái bộ mà chúng ta rất là được quan tâm. Thì khi mà bệnh tiểu đường á, thì chúng ta sẽ phải thế này. Hai cái tháng đầu thì mình dùng Vita Germanium pho 4 siêu vitamin. Rồi mình dùng thêm Inulin. Inulin là dạng soft band inulin ấy. Yoga pH để điều hòa đường huyết.
chưa có bất kể một cái gì mà đào thải độc tố mạnh ở đây. Và cái bộ này nó sẽ giúp cho cơ thể của người ta tăng cái sức khỏe lên, tăng cái sức đề kháng lên. Và từ cái việc mà tăng cường lên như vậy á, thì cơ thể của họ bắt đầu có khả năng là chống chọi lại được, cân bằng lại được và hồi phục lại được những cái tế bào ở đảo tụy. Ok chưa? Sau đó đến tháng thứ 3, bạn bắt đầu cho người ta dùng thêm, bổ sung thêm bộ ba thanh lọc cộng với cả sin 4. Và khi bạn cho dùng như thế này thì nó sẽ cái chỉ số của gan ấy, nó sẽ thay đổi, nó sẽ không ổn định, nó không ổn định tí nào cả. Và bây giờ mà đi xét nghiệm thì chả khác nào là mình xét nghiệm nước tiểu. À xin lỗi, mình xét nghiệm nước thải, chất thải. Xin lỗi các bạn nha. Nói nhanh quá bắt đầu bị nói lung tung. Thế là bởi vì sao? Bởi vì bây giờ độc tố nó được thải ra rất là nhiều. Và khi độc tố nó được thải ra rất là nhiều như vậy thì bây giờ cái có thể men gan nó sẽ thay đổi này. Rồi các cái chỉ số đường huyết nó cũng chưa ổn định này. Thế mà nếu mà bạn cứ dùng bổ sung cái bộ nó sẽ bị không ổn định trong vòng 3 tháng. Sau đó thì mọi thứ bắt đầu lại bình thường. Cho nên tiểu đường nếu mà muốn thực sự muốn ổn là bạn phải dùng 5-6 tháng. Và quan trọng hơn là bạn sẽ phải thay đổi chế độ ăn. Và tôi có cái chế độ ăn dành cho những người bị tiểu đường, tức là có những cái loại thức ăn mà dùng là nó sẽ đỡ. Bây giờ nhờ Trang Đoàn nói tiếp về cái bộ điều trị ung thư. Trang Đoàn show cái file mà điều trị ung thư lên, rồi một lát nữa chị chạy ra ngoài. Năm Trang Đoàn nói tiếp về cái bộ tiếp theo là cái bộ ung thư. Dạ vâng. Đột quỵ nữa nha Trang Đoàn, ung thư và đột quỵ nha Trang Đoàn. Dạ vâng, chờ em siêu em mở file. Sẵn chị Anna có cho Trang Đoàn nói ở cái phần này á, thì hồi nãy Trang Đoàn có đọc thấy có rất là nhiều anh chị em nhà mình hỏi là cái file này ở đâu á, thì thực sự là cái file này chị Anna đã update lên cái link Google Drive. Thì nhà mình sẽ vào nhóm ô tô tìm vào trong cái phần link á, là sẽ thấy Trang Đoàn đã chia sẻ rất là nhiều lần, và trong đó có rất là đầy đủ hết tất cả những gì mà chị Anna đã chia sẻ, cả về sản phẩm, cả về những cái file giống như chị Trang Đoàn đã chia sẻ từ cái phần đầu đến bây giờ luôn. Nên là anh chị em nhà mình cứ cần cái gì là vào trong đó là nó chắc chắn là nó sẽ có. Bây giờ Trang sẽ mở cái file đó để cho mọi người cùng xem. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ về cái thực đơn mà phòng chống ung thư. Thì khi mà cơ thể của mình á, mà mình bị ung thư, có nghĩa là cái cơ thể đó nó đang có cái môi trường axit rất là nhiều. Vậy thì bây giờ về cái chế độ ăn á, của cái người ung thư thì mình cũng phải điều chỉnh lại cái chế độ ăn. Cái chế độ ăn á, nó cũng có luôn cả cái chế độ ăn. Bây giờ cái chế độ ăn đấy cũng đang ở trong cái file này luôn. Xin phép mình sẽ mở lại cái chế độ ăn. Bây giờ mình sẽ chia sẻ lại từ cái chế độ ăn nhé. Mọi người sẽ thấy là cái trong cái file chị Anna đã để rất là đầy đủ là chế độ ăn để phòng ngừa và hỗ trợ người bị ung thư. Vậy thì cái nguyên tắc chung là mình phải nhớ là cái môi trường bên trong cơ thể nó phải giàu tính kiềm và nó oxy. Lý do tại sao mà người bị ung thư chúng ta cần phải có cái môi trường giàu oxy ở trong cơ thể? Bởi vì cái môi trường mà nó thiếu oxy là cái môi trường tạo điều kiện cho cái việc sinh sôi và phát triển của tế bào ung thư. Và tế bào ung thư rất là sợ những cái chỗ nào mà có nhiều oxy. Nên là mình uống, mình ăn những cái gì mà nó giúp cho cơ thể của chúng ta có nhiều oxy nhất có thể. Thì đấy là cái cách để hạn chế cái việc phát sinh của tế bào ung thư. Nước kiềm thì Trang nói ở phần đầu. Những người mà có vấn đề về ung thư thì chúng ta nên cho họ sử dụng nước kiềm, thay vì là nước đun sôi để nguội hay vì những cái loại nước khoáng tinh khiết khác. Và mình phải chuyển đổi cái chế độ ăn của mình là thực vật nó chiếm đến 90%, còn động vật thì nó chiếm 10%. Và nếu như trong những cái trường hợp như thế này thì cái việc mà mình ăn chay á, là cái việc mà nên lựa chọn, và mình nên giảm cái lượng đường luôn ở trong cái quá trình mình ăn. Bởi vì tế bào ung thư thì nó rất là thích cái vị ngọt, có nghĩa là thích cái môi trường mà giàu cái glucose. Và nữa là ở trong này thì đã có các cái hướng dẫn là nên ăn cái gì và không nên ăn cái gì. Và ngoài ra là
không chỉ là cái vấn đề là mình ăn không nó đã đủ, cả về cái vấn đề tinh thần nữa, nó là một cái vấn đề rất là quan trọng. Và mình luôn luôn phải nói với những cái người mà có cái triệu chứng, mà có cái bệnh về ung thư, là cái tâm bệnh là cái quan trọng nhất. Và cho dù người ta có dùng sản phẩm tốt, người ta có ăn cái chế độ ăn đúng như mình hướng dẫn, nhưng mà phía bên trong cơ thể, tâm thợ, tâm trí của người ta mà nó không có được dọn dẹp bởi những cái suy nghĩ tiêu cực, những cái suy nghĩ làm mất năng lượng, thì đảm bảo là người ta cũng sẽ không thể nào mà hồi phục cái cơ thể hoàn toàn. Do đó là mình phải hướng dẫn người ta là cần phải có cái cách làm như thế nào để cho họ không còn, họ phải lạc quan, họ phải tin vào những gì mà họ đang làm. Rồi bây giờ mình chia sẻ sang cái thực đơn mà phòng chống ung thư. Thì đối với những cái người mà bị ung thư á, nếu như mà được thì mình hãy cho họ những cái dòng về năng lượng. Năng lượng là đầu tiên. Năng lượng ở đây thì mình sẽ có cái siêu vitamin. Siêu vitamin là nó luôn luôn cần thiết cho tất cả nhiều trường hợp, trong đó có cả cái trường hợp về ung thư. Vì là những cái người ung thư thì họ đang, có thể là những người họ mới chớm bị thì không sao, nhưng mà những người mà họ đã bị giống như họ bị một thời gian và họ suy kiệt á, thì họ có thể không ăn được. Thì mình sẽ dùng cái siêu vitamin này để phục hồi lại cái cơ thể cho họ. Và siêu vitamin thì mình có thể dùng mỗi ngày một gói, hoặc là có những cái trường hợp thì mình có thể tăng lên thành 2 gói một ngày. Và mình dùng cái dòng năng lượng nữa. Và mình biết là cái cơ thể của cái người mà bị ung thư thì rất là cần oxy trong cơ thể, đúng không ạ? Thì Vitasec Magnium là một cái sản phẩm mà nó sẽ giúp cho chúng ta là cung cấp đầy đủ oxy nhất. Thì mình cứ hình dung một cái cây nó sống được thì nó sẽ nhờ chất dinh dưỡng ở dưới đất, và nó cần phải có oxy thì nó mới quang hợp và nó mới tồn tại được. Thì cơ thể của chúng ta cũng được vậy. Chúng ta sẽ, những người mà bị ung thư họ sẽ cần dinh dưỡng, thì dinh dưỡng là nó sẽ đến từ siêu vitamin. Và Vitasec Magnium là cái cách để mà cung cấp oxy cho chúng ta. Do đó đôi khi có những người họ hỏi là dùng siêu vitamin không dùng Vitasec Magnium được hay không, thì thực ra là một cái là chất dinh dưỡng, một cái là oxy, không thể nào mà dùng một trong hai được trong cái trường hợp này. Và trong trường hợp mà bị oxy á, và cái Vitasec Magnium này nó cũng là cái chất mà chống oxy hóa. Có nghĩa là mình hình dung ra là ví dụ như là sắt á, sắt mình để ngoài không khí mà mình không có cái lớp sơn phủ lên bên ngoài thì nó sẽ dỉ sét, thì cơ thể của chúng ta cũng vậy. Có nghĩa là cái tế bào bị ung thư của chúng ta nó cũng là cái tế bào mà nó bị oxy hóa ở bên trong. Thì mình cung cấp cái Vitasec Magnium này nó sẽ phục hồi lại cái quá trình mà oxy hóa, và nó ngăn chặn cái việc là làm cho cơ thể của chúng ta bị già hóa đi, bị lão hóa đi, và cứ như vậy thì cái tế bào ung thư nó ngày càng phát triển lên. Và những cái người mà bị ung thư thì chúng ta nên cho là 4 viên Vitasec Magnium một ngày. Đó. Sáng 2 viên, chiều 2 viên. Và vừa nãy thì chị Anna cũng có giải thích là cho dù là bạn bị bất kỳ một cái triệu chứng nào, bất kỳ một cái bệnh nào, thì có nghĩa là các cái tổ chức mô, các cái tổ chức tế bào ở trong cơ thể nó đã bị sai hỏng hoặc là nó đã bị viêm nhiễm, thì Immunobox cũng là một trong những cái sản phẩm mà nó sẽ hỗ trợ để mà điều chỉnh lại cái quá trình, có nghĩa là nó sẽ tăng cái đề kháng nội sinh của cơ thể và nó kháng lại những cái quá trình mà bị viêm nhiễm. Thì Immunobox mình vẫn dùng liều thông thường là mỗi ngày một gói, hoặc có những cái trường hợp mà nặng thì mình có thể tăng thành 2 gói. Rồi cái sản phẩm không thể thiếu nữa khi mà hỗ trợ điều trị ung thư đó là Formula 4. Thì Formula 4 thì mình sẽ dùng ở cái liều cao, vì Formula 4 này nó sẽ đào thải những cái độc tố ở sâu bên trong tế bào cũng như là nhân tế bào. Thì bạn nhìn ở trên cái Formula 4 là nó có hình cái gen này này, có nghĩa là nó có thể là điều chỉnh những cái quá trình về sai hỏng gen. Thì cái việc mà chúng ta bị ung thư nó cũng có thể đến từ những cái sai hỏng gen, nó cũng có thể đến từ những cái việc là mình bị viêm nhiễm ở bên trong cơ thể và mình bị độc tố quá nhiều. Thì Formula 4 nó sẽ hỗ trợ đào thải những cái vấn đề đó. Và tiếp theo á, là mình sẽ cho dùng sang bộ 3 thanh lọc, nhưng mà mình sẽ không cho dùng ngay cái tháng đầu tiên, cũng không cho dùng ngay cái tháng thứ hai. Nếu như mà họ đang trong cái quá trình là cần phải có năng lượng thì mình hãy để cái bộ 3 thanh lọc này sang cái tháng thứ hai hoặc sang cái tháng thứ ba. Và bộ 3 thanh lọc này thì nó thực sự là một cái sản phẩm rất là cần trong cái quá trình mà hỗ trợ điều trị ung thư. Rồi ngày xưa thì nó tên gọi là Lymphosan, nhưng mà bây giờ thì cái tên gọi là Shopben. Thì bạn có thể cho dùng Shopben ngay vào cái tháng đầu tiên. Và Shopben này mình sẽ uống liều đặc hơn, và mình sẽ uống một ngày khoảng 3 đến 4 lần. Đó, thì đã có hướng dẫn ở đây. Nếu như mà trường hợp về ung thư xương, ung thư tủy thì mình có thể là Shopben Joy Comfort. Còn nếu như mà về dạ dày, tá tràng thì mình sẽ dùng Shopben Defend. Còn nếu như mà mình
các cái loại ung thư khác, các cái vị trí khác thì mình sẽ dùng sorbitoline. Rồi, tiếp theo là những cái người mà bị ung thư đôi khi họ sẽ rất là mất sức hoặc là mất năng lượng, thì mình có thể hỗ trợ thêm cái sản phẩm là Coen. Và đồng thời là Selen là một cái sản phẩm không thể thiếu trong cái bộ mà hỗ trợ điều trị ung thư hoặc là u bướu. Bởi vì là Selen này á, nó sẽ giúp là đào thải độc tố này, hỗ trợ phục hồi tế bào này, nó làm tiêu đi những cái khối u ở bên trong này, và nó cũng là một cái chất mà chống oxy hóa rất là mạnh, và nó mạnh hơn cả cái Vitazegmanium. Nó có cả cái quá trình là đào thải, nó có cả cái khả năng đào thải luôn. Nên là mình nếu như mà ban đầu mình có thể là mình chưa cho dùng Selen, nhưng mà về sau 1 tháng hoặc 2 tháng thì mình nên cho dùng Selen. Thì đó là cái bộ về phòng chống về ung thư. Thì đó là mình có thể xem lại ở trong cái tài liệu của chị Anna đã chia sẻ. Bây giờ thì Trang sẽ sang cái trường hợp là cái sản phẩm về đột quỵ. Trang ơi Trang, cho chị Anna, cho chị Anna chia sẻ cái này với mọi người một chút. Dạ vâng. Tức là trong cái trường hợp mà bị ung thư thì nó mình chúng ta nên chia thành hai loại. Và cái lượng dùng mà trong cái file này là lượng dùng của những người đang bị ung thư. Anh chị em mình đúng không? Và nó rất là nhiều. Đang bị ung thư, nhất là những cái trường hợp này, những trường hợp mà bị ung thư mà theo kiểu như là bác sĩ trả về rồi này, hoặc là xạ trị hóa trị xong rồi, hoặc bị di căn rồi á, là mình phải dùng như thế. Cái lượng nó nhiều lắm. Và tôi chăm sóc quãng chừng khoảng 4 bệnh nhân ung thư từ khi tôi làm CB đến giờ, và nó là một quá trình chăm sóc không hề đơn giản một tí nào. Tức là cái tâm lý của bạn phải rất vững vàng. Thông thường tôi nói rằng là người nhà, trong đấy có một người nhà nhà tôi đó, là bà của cháu tôi đó. Thế còn lại á, thì làm những người khác là tôi yêu cầu là phải có một người trong gia đình là thường trực và chịu trách nhiệm với cái việc đấy. Bởi vì cái tâm lý của người bị ung thư nó rất là động, mà chúng ta tâm của chúng ta mà cũng động nữa là không bao giờ chúng ta tư vấn được. Cho nên là thông thường ấy, những cái loại bệnh mà mãn tính mà rất là nặng, lớn, rất là lớn tuổi, hoặc là ung thư, là thông thường là tôi sẽ thực hiện, tôi không khuyến nghị các bạn chăm sóc đâu. Vì chăm sóc nó cần thời gian. Các bạn bây giờ các bạn mới vào thì cái tinh thần của mình nó đã không chắc rồi, cái năng lượng của mình nó chưa trụ rồi, mình còn có vài cái mình còn chưa, mình còn có những một số biểu hiện thải độc mình còn sợ. Thì để mà bạn chăm sóc bệnh nhân ung thư là nó rất là khó. Và đôi khi là nhá, mình tức là nó không cứu được nữa. Thế là tự nhiên rồi các bạn đâm ra, các bạn lại đâm ra là sầu thảm, buồn thảm, rồi bắt đầu nghi ngờ này kia, rất là mệt mỏi. Nên là thôi thì khi nào mà các bạn chắc tay thì các bạn hãng tư vấn ung thư. Còn mới đầu thì thôi, cho tôi những cái bộ mà công dụng là một ngày 3 ngày này, rồi công dụng sau công dụng 1 ngày 3 ngày đến 1 tuần. Đấy, đến những cái bộ mà phía trên tôi nói đấy, những cái bộ đấy đều rất là tốt. Sản phẩm của mình cực kỳ hiệu quả. Đừng có dùng những cái thứ ung thư. Ok chưa ạ? Nên mình phải hiểu cái điều đấy. Còn một số người á, mà người ta đang rất là nặng rồi thì các bạn không được cho những dòng thanh lọc. Nếu đang rất là nặng, bạn chỉ cho uống những cái dòng về năng lượng và cân bằng thôi. Trừ cho tôi cái bộ ba thanh lọc ra, trừ cho tôi cái Selen ra. Đó. Và Coen là ai phải huyết áp ổn định thì mới uống được nhá. Thế còn huyết áp mà không ổn định thì đừng có cho uống. Đấy. Thì các bạn nhớ lưu ý cái chỗ ung thư như vậy. Và khi mà các bạn chăm sóc bệnh nhân ung thư thì sau 2 tháng, bắt đầu đến tháng thứ 3, lúc này cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó bắt đầu khỏe lên. Và khi cái hệ thống miễn dịch của chúng ta bắt đầu khỏe lên, bắt đầu cái cơ thể chúng ta bắt đầu thực sự chống lại được tế bào ung thư. Và lúc này nó sẽ có một cái giai đoạn khoảng chừng 1 tháng cực kỳ mệt mỏi. Tôi phải dùng một từ là cực kỳ mệt mỏi. Người ta sẽ ăn khó khăn, người ta sẽ cảm thấy mệt mỏi trong người, người ta sẽ cảm thấy khó chịu, người ta cảm thấy ngồi cũng khó mà nằm cũng khó. Và đây là cái giai đoạn mà quan trọng nhất, bản lề quan trọng nhất. Tôi có một cái chế độ ăn dành cho những người bị ung thư. Tôi ghi rõ luôn là uống nước gì, ăn cái gì nhiều, bỏ cái gì đi, là tôi đã ghi rõ rồi. Và trong cái quá trình đấy, mà trong cái lúc đến tháng thứ 3 mà đấu tranh ý, thì bạn biết không, uống nước ép rau củ quả, và do cái đơn mà tôi lên á thì buồn nôn. Uống sản phẩm Siri thì buồn nôn, nhưng mà cứ ăn đồ chín á là thấy bình thường. Tại vì là nó giống như hai thế lực đang đánh nhau. Một thế lực ý, là tế bào bệnh bệnh thì nó không thích oxy, nó không thích kiềm, cho nên rằng là nó sẽ không thích oxy, không thích kiềm, cho nên là nó sẽ thích ăn những cái đồ chế biến, nó sẽ thích ăn những cái đồ mà như kiểu là những cái đồ ăn thông thường của mình. Thế còn một cái loại tế bào khỏe của chúng ta đang rất là cần nhiều oxy, cho nên tôi có một số loại nước ép, rất là nhiều vitamin, tôi có một số loại chất ép, rồi Sibri của chúng ta cũng là những thực phẩm có tính kiềm và bổ sung dinh dưỡng. Thì bạn cứ kiên trì bạn uống như vậy, thì quãng chừng sau đúng một cái tháng số 3 đấy là coi như là cơ thể của bạn nó sẽ được hồi phục.
Và trong cái lúc mà bạn không ăn được thì có một món là Vitamama Sweet, là cái viên mà cho trẻ con á, cực kỳ công dụng, cực kỳ hiệu nghiệm. Khi mà bà nhà tôi là không ăn được cái gì cả thì tôi bảo là đây bây giờ tôi đưa cho cái bịch Vitamama Sweet, tôi bảo là cứ ngồi nhai ngay cho con từ sáng đến tối. Không cần phải quy định bao nhiêu viên cả, bà cứ nhai khoảng 3-4 ngày bà hết một bịch cho con. Và bà nhà tôi làm đúng như thế thì sau khoảng chừng mấy ngày đấy thì bà nhà tôi bắt đầu ăn được. Đó, cho nên là các bạn, cái đấy nó rất là dễ chịu và nó cũng có cái độ ngọt nhẹ nữa, cho nên mình có thể an tâm. Và với một số người mà cơ địa người ta nhạy cảm thì bạn cho người ta dùng một nửa số loại ở trên trước, là gồm có siêu vitamin, gồm có Vita Germanium, gồm có Immunobox và Formula 4. Bạn cho người ta dùng 4 món này trước. Bạn cho người ta dùng 4 món này trước, ví dụ như là giai đoạn cuối rồi này, hoặc là sức khỏe yếu này, bạn cho dùng 4 món này trước. Sau đấy rồi khoảng 1-2 tháng sau bạn thấy cái tình hình ổn rồi, bạn bắt đầu mới cho dùng cái lượt, cái đoạn mà thanh lọc ở phía sau. Đó là các bạn nhớ cái đoạn, nhớ cái khúc này. Và thêm một ý nữa, đó là trong các loại ung thư thì ung thư máu là khó nhất. Ung thư tử cung mà di căn vào xương là tôi có kinh nghiệm rồi này. Ung thư đại tràng là rồi này. Ung thư hạch là rồi này. Ở đây lát chị Lan là mẹ bị ung thư hạch di căn, có thể chị Lan có thể chia sẻ một vài điều. Rồi ung thư phổi là ở đây chúng ta làm được rồi này. Ung thư xương mà mới chúng ta cũng đã làm được rồi này. Tức là dùng có hiệu quả nhá, người thật việc thật. Thế còn riêng cái ung thư máu thì trong S69 của chúng ta có một nhà tư vấn chuyên nghiệp bị ung thư máu, và cái sức mạnh tinh thần của anh ấy rất là lớn. Và có dùng sản phẩm của mình, đặc biệt là Sorben dùng rất là nhiều. Đặc biệt là Sorben trong những trường hợp ung thư thì Sorben là cứu cánh cực kỳ quan trọng. Các bạn phải nhớ cái điều đấy. Nhớ cái điều đấy vì làm sạch cái môi trường nước mô là cực kỳ quan trọng luôn. Có khi là vài hoặc 2-3 ngày là hết một lọ Sorben rồi, uống 5-6 lần, uống thật nhiều. Đó, cái bột á. Thế còn lại thì nó khó, riêng ung thư máu là nó khó, còn những cái loại ung thư khác mà tôi vừa liệt kê là chúng ta đã có kinh nghiệm. Còn ví dụ giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì là nó sẽ rất là dễ để xử lý, hoặc là sức khỏe còn tốt. Thế còn sức khỏe mà càng lớn tuổi thì mình chỉ cho dùng siêu vitamin Vita Germanium Immunobox và Formula 4. Thế thôi. Và coen là phải ai mà không bị huyết áp cao cơ mình mới cho dùng. Còn lại không thì mình cứ cho ăn Vitamama Sweet của tụi trẻ con. Thế ung thư là một trong những cái thứ rất là đặc biệt, cho nên ở đây có một người đã có kinh nghiệm với mẹ của chị là chị Lan Helen. Thì bây giờ mời chị Helen chia sẻ một chút về cái tình trạng của mẹ chị bây giờ mới trước đây á, để cho anh chị em nào mà mình đang được theo dõi cái phần này thì mình có thể an tâm hơn. Mời chị Helen ạ. Cảm ơn Anna đã cho chị chia sẻ. Xin chào cả nhà mình. Cái quá trình mà Lan chăm sóc cho mẹ bị ung thư ấy, thì khi mà mình biết cái sản phẩm Siri là cái sản phẩm nó có cái cơ chế là thanh lọc năng lượng và cân bằng, thì mình là một cái người lúc đấy sợ, tại vì cái tâm lý của Lan lúc đấy là Lan rất là sợ mẹ bị chết, cho nên là mình dùng luôn cái chương trình thanh lọc và nói với mẹ rằng là mẹ hãy cố gắng, tại vì phải thanh lọc nó sạch thì nó sẽ giúp cho cái cơ thể của mình hấp thu được cái dinh dưỡng nhanh. Đối với những cái người mà là người thân của mình thì mình dám làm như thế, còn nếu như mà là khách hàng thì mình cũng không dám mà cho người ta dùng thanh lọc ngay đâu. Thì cái quá trình khi mà mẹ sử dụng cái bộ ba thanh lọc, mà lúc đấy không phải là dùng một bộ đâu cả nhà, một tháng là 2 bộ 3 thanh lọc luôn, dùng double, dùng tăng hơn so với những người bình thường, tại vì cái khát khao nhất trong cuộc đời của mình lúc đấy là chỉ mong muốn làm sao mà cứu được mẹ để cho mẹ sống. Thì hết 6 tháng, trong thời gian mà lúc bắt đầu sử dụng sản phẩm đến cái tháng thứ 3 ấy, là người của mẹ rất là mệt. Mẹ mệt, mệt luôn tục luôn, mà mẹ cứ nói mẹ mệt. Thì lúc đấy là mẹ thì huyết áp thì ổn định bình thường, cho nên là dùng cái coen rất là nhiều, dùng siêu vitamin, dùng neurovision, dùng Vita Germanium, có nghĩa là cứ cái gì ngon nhất của Siri là lúc đấy là Lan mua về để cho mẹ dùng. Thì sau 3 tháng đấy thì nó đỡ dần. Đến khi 6 tháng thì bắt đầu lúc đấy thật sự là lúc đấy là mẹ là khỏe hẳn luôn. Và cho tới thời điểm hiện tại bây giờ thì càng ngày càng khỏe và da dẻ thì càng ngày càng đẹp. Không ai nghĩ là mẹ bị ung thư cả. Tại vì mình cho dùng cái Vita Germanium nó nhiều ấy, cho nên là da của bà còn đẹp hơn cái lúc trước nữa cơ. Thì bây giờ cái sức khỏe rất là tốt rồi, cho nên là anh chị em ở trong đội nhóm của chúng ta, nếu mà có người thân mà bị về ung thư ấy, mình chăm sóc thì cái việc đầu tiên của mình phải làm việc tư tưởng với cái người mà đang có bệnh.
Tại vì khi mà người ta có bệnh ở trong người, người ta đang đau nhức, người ta đang rất là khó chịu rồi, nhưng mà cần phải nói những cái lời nhẹ nhàng, và lúc đấy thật sự là phải nhịn, nhịn dữ lắm luôn ấy. Tại vì có những lúc mẹ Lan thì rất là kiên trì, mẹ bảo là bây giờ cũng thì ý là ở trong nhà thì mình lại là cái người quyết định, cho nên là cứ đưa về cho mẹ uống thì mẹ uống, nhưng mà mẹ cứ nói là ừ nó đang khó chịu như thế này thế kia, thì bảo là con hiểu về cái cơ chế đó, là nó thải độc thì nó đang được thải độc ra, thì mẹ cứ chịu đựng từ từ là nó sẽ nhẹ dần. Thì đúng sau 3 tháng thì mẹ nói là đúng thật là nó bây giờ là nó đỡ rồi, nhưng mà đến kết quả rõ ràng nhất là 6 tháng. Thì bây giờ mẹ Lan đã dùng sản phẩm được 15 tháng rồi, thì kết quả nó rất là tuyệt vời cả nhà. Cho nên là mọi người cứ yên tâm, khi mà mình có người bệnh là ung thư, đặc biệt là mình phải giữ vững niềm tin và tin tưởng cái sản phẩm của Siri, nó sẽ giúp mình đạt được cái giá trị mà mình mong muốn. Và chăm sóc người bệnh ung thư thì phải thật là kỹ và phải kiên trì. Đó, đây là cái kết quả từ chính mẹ của Lan, và thật sự rất là may mắn khi mà Lan biết đến sản phẩm của Siri. Tại đến cái lúc đấy là vô phương cứu chữa rồi, nhưng mà may mắn là biết đến Siri, bây giờ mẹ vẫn còn sống mà mẹ còn khỏe nữa, mình bây giờ vẫn còn nhờ được mẹ nữa, thì đây là một cái giá trị vô cùng là lớn. Thì cả nhà cứ yên tâm để mà chăm sóc một cái người bệnh. Vâng ạ, cảm ơn chị. Dạ lắng nghe. Dạ vâng, cảm ơn chị Helen rất là nhiều. Rồi, bây giờ là rồi. Thế là xong cái phần ung thư. Đó, bây giờ là đến cái phần là đến cái phần khi cái phần ung thư này bạn nhớ là cái chế độ ăn uống rất là quan trọng nha. Tôi có sẵn luôn. Bây giờ trước khi đến phần đột quỵ tức là nó sẽ liên quan đến não. Tức là nào những thứ nào là đột quỵ này rồi não này, và những cái bệnh liên quan đến não như là Alzheimer, là bị run tay chân á, xong rồi bị nhũn não, giống như là bị nói chuyện chị hay là anh chị nói không, tôi mới nhớ ra bố chị bị thoái hóa não với nhũn não, cho nên bị thoái hóa, cho nên là tôi mới nhớ ra. Rồi sau cái này là lúc nãy là mình nói đến ung thư rồi nè. Ung thư thì phải có file này. Rồi 6 là ung thư, xong bắt đầu đến 7 là liên quan đến não. Liên quan đến não. Rồi thôi nói đột quỵ trước đi. Đột quỵ là do cái dòng máu bên trong người mình nó bị bẩn, nó gây ách tắc. Rồi do mạch của mình nó bị sơ, cho nên là nó không chịu được áp lực. Cho nên là khi dòng máu đi qua nó tạo ra cái áp lực, huyết áp của mình nó tăng lên rất là nhanh. Rồi nó bị tắc nghẽn, ví dụ như là tắc ở tay, ở chân thì mình chỉ bị tê tê thôi, nhưng tắc ở não là xong rồi. Cho nên là đối với những người bị đột quỵ này là cái việc làm sạch là rất quan trọng. Nhưng mà thông thường những cái trường hợp mà bị như thế này thì tôi sẽ không cho dùng bộ ba thanh lọc ngay. Mặc dù mình nghe đến là làm sạch đúng không? Mình nghe đến là dọn dẹp bên trong dòng máu, nhưng mà tôi sẽ không cho dùng đến cái bộ thanh lọc ngay. Thế cho nên là tôi sẽ cho dùng như thế này, Tri Mega Vital á, nó có hai loại các bạn có thể dùng. Các bạn có thể chọn dùng cái loại mà Linseed Oil á. Tôi không nhớ cái tên anh là gì. Linseed. Để yên tôi. Linseed Oil hoặc là bạn cho dùng cái Lycopene đều được. Tức là riêng cái Linseed Oil kia thì nó có cái là tác dụng chuyên sâu trong cái việc mà đẩy cholesterol ra khỏi dòng máu. Thì nó sẽ chuyên sâu hơn. Thế còn khi mà nó không có thì mình có thể dùng lycopene, bởi vì lycopene cũng là một trong những cái loại chất béo mà chuyên cho hệ thống tim mạch. Mà nó giúp cho chúng ta là vừa phòng chống được cả xơ vữa động mạch nữa. Đó. Đúng rồi, Linseed Oil. Đó, hai cái loại này. Đó là cái số 1. Số 2 tôi sẽ cho dùng pho 4, và sau 4 bây giờ mình dùng 10 viên, chia ra thành chia cho khoảng 3 lần uống hoặc là 2 lần uống, tùy. Có người ta sợ, người ta thấy uống 5 viên một lần ta thấy nhiều. Đó, thì cái này nó cũng là một trong những thứ mà làm sạch rất là tốt. Nữa là Sorben. Riêng Sorben tôi sẽ cho dùng uống 3 đến 4 ly một ngày. 3 đến 4 lần một ngày. Sáng ngủ mở mắt ra là uống. Đấy, xong bắt đầu tầm ăn cơm xong rồi ăn cơm, cho ăn cơm sớm một xíu, tầm khoảng 1-2 giờ uống, tầm 4 giờ uống tiếp, xong rồi trước khi đi ngủ uống, khoảng 6-7 giờ mới ăn cơm tối. Đó, khoảng 6 giờ ăn cơm tối thì cho sẽ dùng cái này. Và tôi sẽ cho dùng Neurovision cộng với cả một combo. Nếu không có Neurovision thì bạn cho dùng Sin 2.
cộng với cả Boonspock. Nếu không có Boonspock thì bạn dùng Simba. Đấy là cái cách mà chúng ta linh hoạt chúng ta thay thế. Boonspock là cho tim mạch. Khi mà mới dùng Boonspock người ta cảm thấy hơi mệt một tí nhá. Các bạn để ý nhá. Thế cho nên rằng là không có Boonspock mình dùng Sin 3, còn nếu không có Neurovision mình dùng Sin 2, còn ưu tiên Neurovision và Boonspock. Đó. Thế đấy là cái trường hợp mà bị đột quỵ mình sẽ cho dùng như thế này. Đặc biệt tôi lưu ý với các bạn là swap band của chúng ta cực kỳ tốt, có là các bạn cần phải dùng ngay cả bản thân chúng ta. Có khi chúng ta lười không cần chúng ta uống đều luôn ạ, nếu chúng ta khỏe mạnh thế này. Nhưng lúc nào nhớ đến là phải dùng ngay. Tiêu hóa có vấn đề tất cả mọi thứ uống swap band nó cực kỳ êm luôn. Đó. Xong bây giờ đến một cái là những cái thứ bệnh liên quan đến não. Những bệnh liên quan đến não, ví dụ như là cần thức ăn cho não, như là Alzheimer, như là bị stress, như là bị như kiểu là bị hơi ngớ ngẩn ấy, kiểu thế đi ha, hoặc là bị bệnh như kiểu bố chị Lan là bị thoái hóa đấy, thì mình sẽ cho tất cả những loại thức ăn về não, có cái gì là cho dùng cái đấy. Neurovision này, rồi mình cho dùng Ginkgo này, mình cho dùng IQ Box này. Nếu mà bị máu lên não kém dùng một mình IQ Box thôi cũng rất là tốt rồi nha. Ginkgo IQ Box này, cho dùng Sin 2 này. Đó. Thế còn trong một số trường hợp, trong một số trường hợp người ta cứ bị căng thẳng quá, bạn sẽ cho dùng thêm stress relief. Trong trường hợp mà cái người bệnh người ta căng thẳng quá. Người ta căng thẳng quá. Có nhiều người bị khờ khờ là do sau một thời gian bị áp lực quá căng thẳng xong rồi bị khờ luôn á. Cho nên là những người này thì bạn phải cho người ta dùng stress relief. Trời ơi, bây giờ mình nói với nhau này mình thấy mắc cười chứ. Đến cái lúc mà bị rồi á, có khi người nhà mình á, bình thường á, đang á, tươi tốt cực kỳ luôn. Qua một cơn biến cố tự nhiên nhặt lá đá ông bơ là rất là nguy hiểm. Những trường hợp như thế mà các bạn cho uống cái bộ này sớm nha thì nó hồi phục nhanh cực kỳ luôn. Đó. Và cái sản phẩm của Siri của chúng ta có một đặc điểm này. Có một đặc điểm là nếu vừa mới bị xong mà các bạn cho dùng nó rất là tốt. À, nếu mà bị xong cho dùng rất là tốt. Thì đây là tất cả những cái chương trình mà có hiệu quả của chúng ta. Đấy. Để các bạn tập trung vào để các bạn biết. Mà tôi không thích các bạn dùng những cái thứ này. Tôi thích các bạn dùng hai cái hình trước thôi nha. Cái sơ đồ trước tôi không thích các bạn dùng cái trang này. Cái trang này nó nặng đô ha. Rồi bây giờ tôi sẽ thêm một chút xíu về cái việc là một số những cái tình huống mà chả giống ai. Ví dụ như thế này, ví dụ bị giống như bạn Tín á, bạn Tín mà tư vấn viên của chúng ta trước đây á, và bây giờ thì bạn đang quy ẩn giang hồ một tí rồi. Thế thì bạn ấy là bị chấn thương cái dây thần kinh đốt sống cổ và sau đấy bạn bị nằm một chỗ 10 năm rồi. Nếu như một ai đó mới chấn thương cái đốt sống cổ như vậy nhá, tức là bạn là thanh niên mà, tức là tất cả những cơ quan khác của bạn đang ngon hết, có mỗi cái dây thần kinh bị chấn thương, bạn cho dùng cái bộ cho não ấy là nó hồi phục rất là nhanh. Hồi phục rất là nhanh. Thế còn ví dụ như Tín á, thì sau này là bị bạn nằm 10 năm rồi, cho nên là cái hệ cơ của bạn ấy teo hết, không còn một cái gì, chỉ có mỗi da bọc xương. Cho nên là ban đầu tiên nếu như mà chỉ cần phải dùng cái bộ cho não thôi là được rồi, và siêu vitamin để cho tăng cường hồi phục. Còn nếu mà đã bị lâu thì mình ngoài cái bộ đấy mình phải cho dùng thêm cái bộ dòng thể thao, ví dụ như là glucosamine này, rồi ví dụ như là Mega Essential là mình phải cho dùng thêm. Một cái thứ hai là cũng chẳng giống ai, là những cái thứ mà ví dụ như là ở nhà mình có một là cháu của gái của chị Mai Tuyết là tư vấn viên của mình ở Vinh á, là cách đây 4 năm thì tự nhiên cháu bị mù mà không rõ lý do, tức là thị lực cứ giảm dần, giảm mất thị lực đến 90% và gia đình đã tính là sẽ cho vào chùa sống rồi. Thế thì có một người mách cho là dùng Siri. Cái người mách cho dùng Siri. Thế là dùng xong cũng chỉ dùng những sản phẩm như là bộ ba thanh lọc, formula rồi. Hồi đấy làm gì mà đã có những cái món như là siêu vitamin bây giờ. Toàn dùng những cái bộ cơ bản á. Những cái dòng cơ bản là có cái gì tốt là mang ra dùng hết. Thế là sau vài tháng thôi là bây giờ mắt cháu bình thường. Bây giờ cháu, năm nay cháu vừa thi đại học này. Đó. Thế các bạn thấy rằng là có những thứ rất là vi diệu. Hoặc là có những cái thứ ví dụ như là cũng là người nhà của chị Mai Tuyết luôn. Là cái chị này là bị viêm tay giữa. Viêm tai đến mức bộ độ mà cứ tháng nào cũng phải ra bệnh viện hút mủ. Thế thì cứ nghĩ là sẽ phải chọn đời gắn bó với cái việc hút mủ đấy rồi. Nhưng mà khi mà về cũng uống những cái bộ sản phẩm thanh lọc này nọ kia khác đấy. Hồi đấy là chỉ có những sản phẩm đấy thôi. Thế thì sau khoảng 2 tháng sau lên bệnh viện là bác sĩ rất là ngạc nhiên vì không còn mủ để hút. Thì mấy cái thứ đấy là mấy cái thứ mà mình rất là khó nói. Thì cũng uống những cái bộ thanh lọc thải độc của mình. Vì hồi đấy chưa có những cái bộ dòng cao cấp như bây giờ. Và chính là cái chị mà bị viêm tai giữa đấy á, chị mới giới thiệu cho, cũng họ hàng nhà bá mà, mới giới thiệu cho mẹ của cái em bé kia, để mẹ của em bé kia dùng cho con. Là đấy.
Thế thì nó sẽ có những cái thứ mà nó chẳng đi khám ra bệnh, chẳng biết là cái gì cả. Đó thì mình phải lưu ý là lúc đấy mình cứ cho dùng dòng, nếu mà còn khỏe thì mình cho dùng cả dòng thanh lọc năng lượng cân bằng. Cứ cho dùng. Tại vì nhiều khi mình nghĩ cơ thể của mình á là mình phải nghĩ hộ cho nó. Nhưng mà tôi nói thật với các bạn nhé, cơ thể của mình á là một trong những cái gì đấy mà hoàn hảo nhất mà trên thế giới này bây giờ có thể biết được. Cực kỳ hoàn hảo. Và cái hoàn hảo nhất kể đến đấy là cái khả năng tự điều chỉnh của nó. Người ta nói rằng là các nhà khoa học giải mã được bộ gen, thực chất là người ta chỉ giải mã được có khoảng 1% những cái gen mở thôi, còn 99% những cái gen đóng người ta có giải mã được đâu. Và các bác sĩ thì cũng là do như kiểu là lâm sàng nhiều á, tức là làm nhiều thì bắt đầu thành kinh nghiệm. Thế cho nên rằng còn rất là nhiều thứ chúng ta không hiểu tại sao nó mọc, tại sao nó liền, tại sao nó khỏi, tại sao nó bị. Cho nên việc của mình là gì? Làm đúng hai việc thôi, đưa vào cơ thể những thứ mà cơ thể thực sự cần. Đó là vitamin, enzyme, rồi muối khoáng, rồi protein, rồi chất béo, rồi tinh bột mà đúng lượng, đúng loại, đúng chủng loại. Và cái số 2 mà mình cần phải đưa là mình cần phải làm là giúp nó thải bớt độc tố ra, tức là xả bớt cái ngoài ra và để yên đấy cho nó tự điều chỉnh, đừng có chỉ huy. Kết nối với cơ thể của mình, biết ơn cơ thể của mình, hành thiền. Nếu các bạn bị những cái thứ mà các bạn chẳng hiểu nguyên nhân tại đâu thì các bạn cứ hành thiền, kết nối với cơ thể của mình, giữ cho tâm của mình tĩnh lặng, tập hít thở sâu để cho thở đúng cách. Sau đó rồi bạn sử dụng những sản phẩm này, ăn dinh dưỡng thiên về rau củ quả, giảm bớt sát sinh đi. Bởi vì những cái thứ mà không đâu vào với đâu á là nó liên quan đến một cái nghiệp duyên nào đấy mình không biết được. Cho nên là bạn hãy cần phải làm như vậy, là tự động mọi thứ nó sẽ được điều chỉnh. Gieo nhiều những cái thứ tốt ra, tự động nó sẽ được điều chỉnh. Thế là đây là cái cuối cùng mà Anna muốn trao đổi với các bạn trong cái buổi ngày hôm nay. Và nói thật với các bạn là từ khi tôi làm CB đến giờ chưa bao giờ mà tôi đào tạo sản phẩm cơ bản mà lại kỹ như thế này. Và cái mặt của tôi đây này là sản phẩm là kết quả của cái bộ kem dưỡng á, cái bộ kem kim cương bên ngoài. Tôi dùng bộ kem kim cương một tuần thì tôi có được cái mặt của tôi gần, tức là bay được những cái thâm mụn khoảng 40%. Sau đó bắt đầu tôi mới uống thêm siêu vitamin và Neurovision. Trước đấy tôi chưa hề biết dùng tất cả những sản phẩm khác. Nhưng mà sau đấy thì cái da của tôi chỉ cần sau chưa đến 2 tháng thôi là nó đã liền hoàn toàn được tất cả những cái vết thâm. Cho nên rằng là chúng ta hãy phải tập trung vào đâu, mình sẽ tập trung vào đối tượng mà khỏe này, hơi bị mất thích nghi và hơi bị ủ bệnh một tí. Những cái người mà đang ham muốn làm đẹp ý, thì người ta chăm sóc người ta dễ lắm, người ta còn trẻ. Còn những cái cụ, các cụ rồi thì thôi thì hữu duyên thì mình chia sẻ, hoặc là bố mẹ mình thì mình chia sẻ, hoặc là mình làm sao mình gặp được các con hoặc các cụ đấy, mình nói xong bắt đầu họ là tư vấn viên, bắt đầu họ hiểu rõ rồi, bắt đầu họ tư vấn cho bố mẹ của họ. Và Anna rất là mong là sau kết thúc cái phần này là các bạn đã hoàn toàn hiểu rõ hết. Và tôi biết rằng là khi các bạn nghe lại thì nó sẽ khá là mệt, cho nên là việc của chúng ta là chúng ta sẽ cần phải ngắt ra từng đợt để mà xem. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.